Tắt mic mọi người. À, khoan đã, tôi đổi màu. Ủa, giống vậy bố ơi. À, có thiếu người không nhỉ? Mẹ ta tìm được thêm một người nữa này. Không biết được ai rồi. Từ cứ vào hết đi đã, tao tìm được mẹ thằng đặt ca này. Vào. Ui thằng ấy vào loạn xí ngậu luôn. Nó vào quấy động không khí. Trước nó mới dụ em đi nhưng nó giết em luôn. Nó biết em là cam đa xong rồi nó làm cao thủ nó giết em. À tức là nó cũng phải không phải. Ừ nó phải nó biết không biết chơi đâu, nó bự gồm á. Bà gồ, bà gồ. Siêu đỉnh rồi đấy. Bà gồ á, nó bà gồ á. Nó bà gồ á, nó bà gồ á. Bà gồ á. Bà gồ, bà gồ. Ê, nó lừa em. Ê. Vào nhanh mẹ mày đi. Tập. Tập ngô. Tập. Về chơi trước đi em cho thằng khoai ngủ cái. Tập. Ok em ơi. Ok anh ơi. Ai ăn cái gì hết giờ. Ngủ cái. Tập phần. Bà lê. Đụng vô sếp ơi. Ừ. Em đạt là git. Phắc. Nghe đấy ông là git rồi. Ê, áo đẹp thần. Mày là ca sĩ nổi tiếng mà mẹ mày cười, ta. Cười chuồng thế à? Ôi, em cũng có một rồi anh đội. Đâu? Nói, không giao tiếp đâu anh ạ, kích cậu ra đi. Đâu? Thấy đâu đâu? Thấy đâu đâu? Rồi. Đâu, một rồi đâu? Ồ, ý là một rồi ngoài đời. Ừ. Em xin đi skin chứ. Mất đen. Một nốt vui để xài hai người được anh. Ai cứ hút thuốc cái gì nhỉ? Thằng kia nó đéo chịu để put to talk ấy. Mẹ nó cứ để không put to talk ấy. Em đạt tâm lặng. Này không có biết đây này, kích lên đi này. Sao vọng quá nhờ, sao vọng quá nhờ. Vọng quá nhờ. Ai đã phim mới nhờ. Trời, alo, tụi nhờ? Em nói gì vậy? Alo. Ôi, kích cỡ đi, tao tiếp rồi. Em rung quá thầy. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Em đạt, em đạt, em hello mọi người, hello mọi người. Mày, mày à, mày có lớn, có bé, mày hello hết tất cả mọi người, mày đéo chào ai à? Dạ em xin chào tất cả mọi người, em là em Đạt đây. Hôm nay em rất là vui khi đến đây để chơi với mọi người. Em cung quá, em không biết nói gì hết, em cảm ơn. Kích thôi, phải kích. Ê, thôi. Thôi, nó không biết nói gì thì kích cậu ra. Rung thì tặng mỗi người một bộ quần áo em ơi. Rồi. Hợp lý. Ai, tay em không còn bấm được gì nữa này. Trời. Ít. Thì một bộ. Thì năm bộ à, thì một bộ à. Mày biết luật của phòng rồi chưa, đừng nghe bọn tao đánh giám. Từng người một. À rồi, em đây. Phòng nào đây. Nhưng mà địch tuột như này như nào đấy anh đâu? Đi tuột là cái cặc gì? Đó, địch tuột giống anh đó. Ok. Giả vờ đấy anh ạ. Mày giả vờ, mày pro vậy cứt ra. Không, em không biết địch thật, em biết chơi mấy cái role nhưng mà em không biết địch thật. Đây, bài. Đứng cặc là nhím. Anh kia, sẵn sàng đi mọi người. Bên này. Go. Anh Gia đã chết sớm đấy anh Gia. Anh Gia chết sớm đấy anh Gia. À em bị lag anh Gia. Xui thật. Mic của em nhím. Em bị xui thật. Tam quýt đi. Thầy ơi. 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 Anh Bô ơi, chị em địch với anh Bô. Mày. Con cá mập này không sẵn sàng này. Bảo tài ấy đã ơi, tài giỏi địt. Cái địt. Toàn đi cô bé. Địt là đánh rắm à đúng không? Địt là đánh rắm mà, tao có giỏi đâu, thằng Bô mới giỏi. Thằng Bô nó mới giỏi địt. Địt là địt, còn đánh rắm và đánh rắm liên quan đéo tao. Mà trong kia địt là đánh rắm mà. Địt lại là địt. Ôi, ông chết, chấm hỏi mọi người, chấm hỏi đi. Chấm hỏi rồi. Sợ quá, phải chấm hỏi thôi. Chấm hỏi là ông chết hết chơi này. Yeah. Wow, beta mới à, mới đấy. Có hợp lý đấy. Mới nè, chấm hỏi là dùng dịch nó hết chơi luôn. À, vậy hả? Hết chơi luôn. Bách cái là đi ngay. Bách cái là đi ngay, hay lắm. Ta mới. Chấm hỏi đi mọi người ơi. Tôi là vịt.
Hỏi ai? Tôi là Nguyễn Trung Kiên. Hay luôn. Mẹ cay thế nhở? Trời ơi. Hay. Mẹ mày rôn phế thế vậy. Mẹ gì sao biết bắn ai? Thầy. Cái để thầy. Phế điên. Vãi đùi thật. Được cái chứ nhở? Cái... Đeo dấu để làm cái đéo gì? Trời ơi. Ngồi. Ủa, có thằng nào ở trong này vậy? Chỉ có anh. Skin đẹp quá nhỉ. Em vừa thấy anh Ben mà. À đâu, thằng Tài. À. Xếp hộp cái. Sao đéo lắm người có nhiệm vụ xếp hộp rồi đấy chả? Em xếp mãi em xong rồi này. Đâu em bấm nút nào. Tài ơi, con xin bộ. Anh đồ ơi, anh làm nhiệm vụ này có những con gì? Từ từ đợi tao tí, có con quy, tao đang tìm con quy, tao đéo để ý mấy con khác. Yeah. Anh đồ, Hòa. Đồ là sao ấy, thề. Anh đồ làm gì đấy? Phải làm nhiệm vụ bài mà không biết. Đồng quá. Bên giết bố rồi. Bên giết bố rồi. Thằng bố đâu? Bố mất tiêu rồi. Thằng bố. Ở thì anh Quang mất thằng bố rồi. Phạt. Ok. Mọi người ơi, mọi người em thấy bố nó tàn hình xong rồi nó giết anh Ben. em ở trong cái chỗ kia em thấy tất cả mọi thứ. Ô vã cả lòn. Vãi cả cứt. Tính nha, có cái cặp tình tính ơi. Mày đen rồi. Nó tàn hình, nó tàn hình trước mặt em. Em thấy nó tàn hình. Thôi nó đi luôn anh ơi. Thôi nó ngu rồi. Anh Ben đi luôn mà. Ô mà em, nó tàn hình trước mặt em. Rồi anh Ben. Ô mà em đổ. Anh đổ mày được. Vội em đi đầu game. Thầy núp trong cái đó làm cái gì? Vô thôi. Thầy, anh bố chơi game luôn kìa. Chơi game thì cứ... luôn chứ còn gì nữa. Thù ăn cá nhân thế. Ăn đồ với bông minh, bỏ thẳng nhá. Ok đó em ơi. Đây là anh lag hit rồi đấy. Ủa, có đa xuống đâu nhỉ? Thầy tấm bố nó làm nhiệm vụ chăm chủ lắm. Không. Phát nhiệm vụ là bài cơ. Tàn hình, em thấy khoai tàn hình rõ ràng xong anh Ben chết đi mà. Yes sir. Nghe giọng nó buồn lắm, xảo đấy. Cảm ơn mọi người. Giả vờ đấy, giả vờ hoài đấy. Anh ơi, thằng Đạt nó giả vờ legit. Thầy, em legit luôn. Làm nhiệm vụ, theo liên truyền. Cho em đi chung với, cho em đi. Uầy. Đó em. Anh legit vãi đài luôn nhạc ạ. Em cũng lên, em cũng em số bao nhiêu đấy nhạc, em số bao nhiêu đây? Số 8. Wow, thế thì bảy mày số bao nhiêu đấy? Em không nói được. Nhưng mà con số của em là rất là quan trọng. Em biết rất là nhiều thứ. Yeah. Mày số bao nhiêu? Qua đây. Thế gì ạ? Mày số bao nhiêu? Con số em cũng rất là quan trọng. Em có rất cái gì anh bảy vừa nói gì? Em chỉ có thể là kêu là em kế cuối thôi nha. À không phải kế cuối mà là gần trong 4 số cuối. Dạ. Yeah. Wow. Bảo vệ sự an toàn của em. Thế thì mày với anh giống nhau đấy. Anh biết được nhiều thông tin vãi cứt. Ok. Thế ba anh em giống nhau. Đâu cái đéo gì? Vậy. Trời ơi. Không quan trọng anh. Hoàng tử thanh xuân ở đây. Thì còn màu xanh nữa chứ. Mày nhé. Tôi cười ngựa. Hai bật đây. Cái đéo gì đây? Logo Missy đồ. Mày vỗ. Ủa chưa. Ui cái gì đấy? Tiếng đầu vàng đấy. Ui, Huy từ mấy từ dưới lên, Huy mấy từ dưới lên. Nhiệm vụ đi mọi người. Đấy, con ngựa. Ủa, cái này làm rồi mà. Đi chơi rồi. Ui,
anh ấy vừa giết người hay sao này? Đồ làm nhiệm vụ đi. Ơ kìa, mẹ, nãy tao đi với hội khác mà sao giờ lại bốn đứa khác rồi? Ơ kìa. Nó bỏ anh rồi. Đây 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 đây. Hội tao đây, hội tao đây, hội tao đây. Hội hoa đăng. Đây, mọi người nghe em test này. Mọi người nghe em không? Ai? Tiếng em này. Đẹp lấy gất. Em đạt gất, em đạt siêu lấy gất, ok. Siêu lấy gất luôn. Đi đi đi, làm nhiệm vụ đây, làm nhiệm vụ đây. Đi làm nhiệm vụ đấy, thầy mọi người kìa. Ui, anh môi đồ đẹp tinh nhỉ. Vợ, đây. Vợ anh đi đâu? Lao đi mọi người, lao đi. Game này, đây, em lê kích cực. Đừng giết tôi. À, dạ. Ông không giết tôi đâu, tôi thề, tôi biết ông là gì rồi. Đông kêu tụi béo ơi. Tôi là gì? Cái gì? Hả? Đông kêu, đông kêu tụi béo. Đậu quá. Đủ mang, happy. Nó từ report tức là có cao thủ. Và em thấy lần cuối là nó đang đứng cạnh tao mà. Ồ. Từ từ. Ôi, để tao nói, Em đi đâu nha. Tao nói chỉ có 4 thằng thôi, Trong đấy có tao, thằng Bông Mai với thằng JK với thằng Nhím, 4 thằng đó đi với nhau. Đúng, em đi không trước phải rồi, em chạy qua anh rồi, anh còn quay em lại. Em đang chạy qua mà. Em làm chứng ở thằng bất điện là không thấy gì cả. Thì sao bên phải thằng JK từ bên phải đi qua trái cơ. Thế thì còn còn thằng Tài nữa, tại thằng Tài với nó đang đi dính với nhau mà. Ủa. Thế thì thằng Tài rồi. Thằng Tài. Không phải em. Thằng Tài rồi. Biết đâu anh lỡ anh Huy bù Canada là sao? Không phải Huy, Huy đi với tao chứ đâu. Nó thế này giống biết đâu chị lắm. Ủa không có người không, có người Canada rồi trong trận này có một người Canada gì em là gì không phải thằng Nhím lúc đấy mất điện mà. Từ Tài ơi, máy số bao nhiêu đây? Em số 7. Cái gì mày nói gì cơ? Số 7, số 6 gì ấy? Canada rồi. Số 6 gì? Số 6 gì cơ? Em nhớ em là số 6 thì mày Canada không thì mọi người vote em được. Thầy, anh Tài nó vậy. Cái gì nó nhảy nhảy trưởng hay làm việc của mình đây. Em là Pháp Y. Hai cảnh sát trưởng, hai cảnh sát trưởng. Em là Pháp Y. Đây, đây em dân phòng em giết. Pháp Y thì thôi, cảnh sát trưởng đi, chết đôi. Thôi để tao giết rồi, để tao giết rồi. Em, để tao giết rồi. Em là Pháp Y nhá. Cảnh sát trưởng đừng có bắn nhá. Dân phòng bắn thì được. Thầy, anh Moi làm gì mà giết? Đấy, tao ra giết cho. Quá khủng khiếp. Đi một mình mà không sợ biết chết. Ơ, vợ tao chết mẹ thôi. Trời ơi, anh Tài nó giết chị mèo trước mặt em. Mọi người ơi, trả mẹ lại cho chị mèo. Mà mọi người bị nhầm môi. Nhầm thề đéo là được. Thế đéo là mày ác độc thế. Mọi tại người bị nhầm xương ảnh rồi. Anh đúng là một con quỷ tôi tin bạn đã đuổi theo nó để gọi mọi người rồi nhưng mà nó vẫn lướt qua chém chết chị Mưu được. Tôi tin đấy là bạn nào thôi. Bạn vô chị Ali, chị Ali bú Canada chắc chắn luôn. Rồi tao gọi lại lần vét mọi người ạ. Tao theo Tùng Béo đệ tử xuất sắc nhất của tao. Đúng rồi, em vô chị Ali rồi. Thề luôn. Chắc chắn luôn. Chị bị xương ảnh rồi. Vô Ali không thể cãi được hai vụ rồi. Vô đi. Chị đã xương ảnh rồi. Vô chị Ali rồi luôn. Vô đây. Đúng rồi, vô thằng bố rồi. Thương bố. Lần chỉnh bố luôn. Mọi người thằng đấy chị Ali ạ. Thực ra em là Dada đấy nhưng mà vụ trước là anh em thấy anh độ chém. Nhưng mà em không báo xác thôi. Ừ. Cứ lừa em. Ừ. Thôi, ván này em thắng rồi. Chị Mew là Dada xong đấu với em. Ừ. Mẹ. Ui, thế nó nói thế tao lại càng le gít thề. Tuyệt vời thực sự. Mẹ thằng nào đây? Tao giết được người đây nhá. Tao giết được người đây nhá. Đừng động vào tao. Không, em bảo em là git mà. Đây. Đây, đợi tao làm xong nhiệm vụ rồi đã, tao băm mày luôn. Đi chung luôn, không bắn xác luôn. Đâu nhỉ, thằng Quang đâu nhỉ? Không. Chỗ đây. Trời ơi.
Mẹ mày băm chết mẹ mày chết luôn. Tôi đây anh ơi. Toàn cứt luôn bạn của mình đây. Cái gì đây? Cái gì cái gì? Cái nào? Kiếm cùn rồi. Anh ấy kiếm cùn à? Thằng nào vừa bảo tao kiếm cùn đấy. Không có kiếm. Quang, thằng phát anh ơi, thằng phát. Đừng để tao lòng. Bú giờ. Đen. Đâu. Vãi bìu. Thầy chứng minh đi thầy. Người ta bảo kiếm cùn kìa. Thằng nào bảo kiếm cùn. Thằng phát. Thằng phát anh ơi, thằng phát. Lần cuối em nó bảo. Kìa, thằng đép bảo kìa. Ê, tao ra đây ghép cái tranh kìa, nếu như tao chết thì trong hội này có người giết tao nhá. Okay. Tàng hình thì sao? Tàng hình chết rồi. Sao thầy biết? Thằng bô là tàng hình nữa kìa. Thằng bô tàng hình đi. Ô mẹ, thằng này ngáo đét thế nhở? Chạy ra để tao test thử này mà, Em thử này thôi, em thầy tỉnh táo không, thầy bảo em ngáo. Ok, thế mày bảo tao đéo tỉnh à? Không, chứng tỏ là anh em thử mà đổi đoạn ấy rồi. Chứng tỏ là tất cả đều là nó nghi ngờ nó mới thử đấy. Đây, sang làm cái nhiệm vụ coi. Legit nha, thầy em legit nha mọi người ơi. Thầy em vẫn tỉnh đấy. Chắc chắn là những người chết là những người còn lại. Đúng. Thì bấm nhiều chứ lại ai bấm chuột đấy. Mẹ thề có cái nhiệm vụ ở hang xương ạ, mò đấy mẹ mà tỷ lệ tử vong cao vãi cứt. Đi. Nếu mà ủa vừa đi đông thật có thứ trùng hợp. Tuyệt vời. Này là chết là mất xác luôn đấy. Không ai biết được luôn. Ui trời ơi. Đi mẹ cay thế nhở? À biết ngay mà. Trời đủ má. Đen vậy. Má. Ủa đéo ai phát hiện ra tao luôn. Trời ơi. Anh bị chém đâu anh Độ? Ủa xác đâu có kênh kền à? Có kênh kền thôi. Có kênh kền đúng không? Bị nuốt rồi anh ơi. Ôi trời chết. Đâu? Đấy, có đèn đi. Đứng trong đêm là mày đứng trong đêm luôn này, mày ảo thật đấy. Đứng trong đêm chứ sao? Trong đêm chứ sao? Được. Khác này. Đéo được là như thế sự. Được đấy. Đi một mình phải đứng trong đêm. Lý luận là cũng được. Nghe như kiểu không sợ chết. Chắc chắn có người trong này em thề. Ơi Ali ơi, nói gì đây? Alo. Cái gì? Anh quan. Làm sao? Nó là vịt đéo gì mà nó giết mình xong nó xóa được ký ức của mọi người luôn nhỉ? Mẹ à, mày đỉnh thật sự. Ê, thằng người lại đi đâu rồi bạn ạ? Này. Ôi. Cái đít. Ui, mẹ Tùng Béo. Ôi thôi Tùng Béo đi mẹ rồi. Cảnh sát trưởng luôn. Xong. U Canada. Tùng Béo ơi, sao mày giết bóng mai vậy? Ủa, hàng gì nó chạy nhanh quá. Chết nào vậy? Đây là đâu? Nó chết nào vậy? À. Mày nói thế mày hết sống rồi. Là sao? Ủa, em mới thấy mọi người Tùng Béo là hơi miên đấy chứ nhờ. Đúng đấy chứ. Gặp ngay ba thám tử lên trên. Đánh hơi mùi luôn. Chết ngay ngơ mà không phát. Phát trên phòng 12 giờ. Not me bro. Nó chết bà mày với anh Mòi. Để nó đang trong hang xương xong rồi. Anh nghĩ là phát giết anh Moi. Thầy trò tình cảm với nhau. Em có gặp anh Moi đâu. Anh xác này xác của ai nhỉ? À bông mai. Bông mai à? Thế thì phát giết bông mai. Ừ. Thằng chỉ có tầm đang ở đâu? Là lờ mao thật đấy chứ. Tôi vừa đi qua bạn làm gì nữa. Cô chưa tin là bạn nữa còn ai nữa. Thằng này cũng hay. Nhưng mà sao là tôi có gặp bông mai đâu. Bước xác mới giết anh ba mà không gặp mày bị mù à? Tao bị mù nữa không gặp thì tao bảo không gặp chứ ơ kìa. Bị mù à? Mày bị mù à? Có mày bị mù ấy. Đây boss rồi. Ôi. Thôi boss này vậy. Tôi vô tội. Boss này mọi người ơi, boss này vậy. Tùng béo. Boss đạt đấy. Thằng Tùng Béo. Thầy, sao boss em? Em legit. Tình thầy trò chắc có bền lâu. Thầy giết Jelly thôi. Có bền lâu mà. Lúc này bông mai đi với Pháp mới bị bẫy cơ. Mà không thấy nguyên hội 4 người đi đâu mà có bông mai có Ấn Độ này. Bẫy.
Rồi xong, quá đã luôn. Dễ quá. Ôi trời ơi. Còn mẹ Tùng Béo ơi. Ủa? Cái gì? Ủa? À, Tùng Béo chị Mân. Đúng rồi, bạn cứ nhìn tôi sợ quá luôn. Lợi hại vãi liền thề. Quang Nghiện ơi, mày là vịt đéo gì mà mày giết xong xóa được cả ký ức luôn đấy. Đéo ai biết về cái chết của tao luôn ạ. Anh rủ mọi người vào đấy là anh sai lầm rồi. Thế là nãy đứng kế bên anh chết rồi. Thôi, chị Trang không tin em. Thế thôi. Nãy mọi người chết ở đâu vậy? Tại Ali đấy, Ali bảo được tin mày. Nói chết đâu vậy? Anh Độ chết ở trong làn sương mù lúc tắt điện, không ai biết. Chết trong hang sương xong rồi bị thằng Quang nó nuốt xác nữa. Ôi trời ơi. Ủa sao, tự nhiên sao lúc không thấy ai à? Em tưởng mọi người làm nhiệm vụ xong mọi người chạy ra rồi. Em thấy Độ chạy phải ít xác quá. Một vụ giết người giấu xác thật là vịt ta với cả vịt khoa chết nhanh vãi cả bều. Đó là mọi người chết chứ. Nếu này giết người được ạ, thề. Sẵn sàng, đê quy quy. Đồ đây mày ơi. Bậy chứ bơ ngu. Ngu con cặp. Đê bắt vàng. Em đạt. Từ từ em kiếm cho mình một quả áo mặc vào đã. Nhanh lên mọi người chờ mày lên. Anh đi cho lên. Mày đéo gì thầy. Ở chuồng không. Nhau rồi. Đâu thì không mặc vào. Ở sao mua rồi mà không có đồ nhờ. Nó mặc váy luôn mà. Ngày chưa nạp tiền nhau ấy. Mặc mỗi cái váy mà màu. Dễ thương phải rồi. Trời ơi, số 5. Số 8. Trời ơi, 1. Trời ơi, số 20 luôn anh. Bú. Trời ơi, cái gì hay số 5 nhau vậy? Bú. Khủng khiếp quá. Số 19 luôn. Anh Karamet. Em có trong chơi sao? Thầy ơi. Lại ám sát. Chấm hỏi mọi người. Có chấm hết. Ai đặt chấm hỏi? Đúng rồi, chấm hỏi thôi. Chấm hỏi vừa bị bắn mà. Bắn biết gom gì bị bắn. Biết gom gì mà bắn. Chấm hỏi cao tờ. Thế là vừa bị gom được luôn lúc bắn mà. Ui, chị giáo. Vãi cả cứt, ai chơi nhà truyền giáo vậy? Anh chơi hay sao ấy chứ? Anh Độ hay sao ấy chứ? Nói em đúng cái điểm lắm. Tao đéo bao giờ chơi luôn đấy luôn tề. Anh Độ ơi, tao sáng. Anh Độ Michue. Này chắc là em đạt Legit rồi. Em đạt mới biết chơi. Em đạt siêu Legit. Thề. Đạt mà không Legit đạt là gì? Hả? Em đạt là ngỗng. Thề. Chú trời ơi. Đàn ơi, mày mà mình sống mày hát to lên này. Hát to lên là chị. Mọi người ơi, có bồ đồng. Ok. What the fuck? Bồ đồng kìa. Không có anh chip nhỉ? Ôi. Sao cứ mỗi lần có bồ đồng là nhớ tới anh chip nhỉ? Ui dồi, mẹ à, mày like up hủy diệt. Holy fuck. If you happy and you know, cặp gió hẹn. If you happy and you know, cặp gió hẹn. Anh Bù! Hello anh Bù! Đồng vậy. Anh Tùng chỉ thề thế. Nhiệm vụ cũng sát. Được chưa? Ủa kệ trên mà có phải kệ này đâu. Thằng này fake này. Đây, cái này là ship sắp vô nè, còn cái kia là quan sát. Anh Đỏ mới là phát bó đỏ đi. Phách đéo, ta đã làm nhiệm vụ đéo đâu. Ship sắp dưới đây mà. Hồi nãy em ship sắp ngay chỗ này nè. Thời. Xong rồi mày phải một lần xếp ở đây nữa chứ. Thằng này phách, thằng này phách nhiệm vụ này. Phát rồi, anh Bô phách kìa. Thời. Phách phải cứt. Mày cái rồi. Mày lộn đi, mày lộn đi. Địt mày em có xét hỏi tao con gì ăn lồn nè. Ok. Tin tưởng như em hỏi. Đéo tin tưởng mày. Ủa mà đéo tin mày. Ôi, mọi người, tin em. Anh Quang đi chứ anh đéo đi. Em là room quan trọng để đi vào đó xem nó cho. Được. Ok, tôi chết nha, tôi chết. Ok. Em mà chết thì chắc chắn thằng này luôn. Không, một cái một luôn. Ok. Ôi, sắc. Ai ở trong này đi ra nhở? Ai vừa đây nhở? Ông Mai bị bố tới 6 phải không? Ai nhở? Đúng rồi, bông mai mua đi với tao mà. Ai á? Mày, mỗi mày thôi. Mày điên không?
Đâu, nó vừa đi từ dưới lên. Ủa, có pháp y hay là cái đéo gì không? Khám thử xác này coi. Có pháp y không nhỉ? Ơ, nhưng mà pháp y thì Holy kiếp. Holy moly. Được anh ơi. Thôi, em nghĩ là đây là một vụ tự tử ấy. Hả? Trèo trèo lên cái này này. Thôi, để xuống. Để em ăn xác rồi anh ơi. Để em. Ơ, có pháp y mà, mọi người. Pháp y đâu? Đi. Thôi, để em khám vậy. Uầy. Máu như máu lợn vậy. Em là pháp y. Em khám nhau. Khám là gì không? Khám là được bắt chiếc canh anh ơi. Chắc chắn là anh Huy nói dối rồi. Nạn nhân bị bóp cổ chết anh ạ. Oh. Làm tà ác thế nhở? Đúng rồi anh ạ. À, thế chắc chắn là bị đập bằng sao em rồi. Xong rồi tính sao cách của hung thủ là furious. Rất khắc nghiệt. Oh. Đấy, vụ án này xảy ra vào lúc buổi chiều này. Ở trường này. Ngày nữa. Thời tiết là ấm áp. Đấy, ủa. Chắc chắn là một vụ bạo lực học đường rồi. Hết đòn. Thế chỉ có thầy anh Đồ với cả Tùng Béo. Cái gì nữa? Nhắm máu. Hai thầy trò. Này, có hai đứa mày có đứa là pháp y không? Ra khám cái xác này cái. Đây để em khám cho. Đây. Để quan thầy ơi. Xác này là của ngỗ màu xanh, chết cách đây được khoảng 12 phút 35 giây. Giới tính nam. Thế là từ ván trước à? Ai chết đấy ạ? 12 phút. Không biết. Thằng nhạc. Em bị bô thì bị giết bởi dao. Dao à? Nhưng mà thằng này hay dao em nhỉ? Nó vừa nhận luôn với em rồi. Cái xương em mà kiếm nha, phải dao. Thằng Đạt giết đúng không? Anh ơi có manh mối. Hung thủ là bị máu của nạn nhân bắn vào. Mày giấu cái dao ở trong cái váy. Em lại giết. Chị Ali. Thôi là lớn rồi. Kiếm áo dính máu rồi. Cái gì anh chị Ali? Ôi mọi người không định report à? Ôi không report cái xác à? Để em report. Tại sao mọi người để xác nó chết khô rồi mọi người không report vậy? Hey. Vịt ăn chay à? Thực ra em nói là pháp y nhưng mà em kiêm luôn cả là thám tử. Và trong lúc là mọi người đang hoảng loạn ở đấy thì em đã check ra được một số người. Và em đã check ra được hung thủ. Đó chính là chị Mai. Chị có bảo chị có nói lời gì để nói không? Toàn rồi. Nhân quả nào ấy hả? Dạ vâng. Sao có ám sát mà mày dám? Tao là cái lớp để thế bắn em ơi, chị bắn em ơi. Thế là tao không có cái gì đâu mà bắn. Cái gì? Chị bắn em ơi. Mà chết mà chắc là được thì là đúng rồi. Thực ra là cái tối đấy nha. Cái tổ đội công tác viên của em là nó là nhiều người. Nó là nhiều người chị ạ. Chứ không phải là một mình em đâu, nó một thế lực đấy. Thế chị là gì? Tao hy sinh. Chị Bèo đấy, đấy em, chị Bèo đấy. Thế giết ra mặt quỷ. Tao là ngốc ma gang. Ngốc ma gang ngốc quỷ. Căn bản đấy chị. Ngốc ma gang không bắn được. Chị Miu làm gì? Nhưng mà ra mặt quỷ, mọi người ơi. Chị mày, chị tên em. Ai có khiên khe gì? Chị Miu là người dẫn em tới cái xác đâu mà. Ai có khiên xe cho nhím với. Ui, chị Miu giết xong rồi còn dẫn đến á. Ui, không ngờ chị Miu độc ác thế luôn đấy. Nhạc là hay đi với chị, bảo vệ chị lắm đấy. Chị lừa em đi trước cơ. Sao Ben không nói gì cho nhìn Ben? Xong Ben đéo nói gì nhở? Xong Ben đéo thấy nói gì nhở? Ben tập phá mày. Tập phá. Ừ nhở. Xong Ben đéo thấy nói gì luôn á. Nói gì nhở? Hay hỏng bích nhở? Từ đi làm nhiệm vụ đặt bông hoa cái. Trong này có nhiệm vụ gì anh? Nhiệm vụ. Ơ cơ không, đi mẹ đặt bông hoa ở trên này mà vãi cứt. Bông hoa là của Đa Đa. Mọi người ơi, tao phát hiện ra thằng Huy chết ở cái chỗ mà đặt bông hồng vào trong quan tài. Cái lúc sau bóng ta ok luôn. Là chỉ có anh Độ đi xuống dưới với anh Huy thôi. Vậy được nhờ. Chắc chắn luôn. Vừa mới vào game mà. Phải cái vị trí đó là không ai đi tới luôn. Mọi người có thể là anh Cốt Ca Quang cũng là vịt luôn. Bởi vì anh Cốt Ca Quang đi xuống dưới với anh Độ. Cái gì anh chui tủ. Anh chui tủ anh Độ anh đi xuống dưới sang trái phát anh chui tủ. Sao anh nhận rôn như thế còn sát thủ mà. Ừ.
Anh à, mẹ à, chẳng hạn anh ra rôn, ra rôn sao không nhỉ? Anh là rôn gì? À, là ra luôn anh là kẻ đeo bám. À rồi. À, kẻ đeo bám à? Ờ. Thế anh đeo bám ai? Anh ở số bao nhiêu anh nhỉ? Đời, không có. Thôi sao? Anh là số 11 em ơi. Số 16 còn kẻ đeo bám người nổi tiếng. Vô thầy em đi, vô thầy em đi. Ok. Thầy em đi, vô thầy em đi. Từ trời mẹ áo thì anh tại sao không đi báo cái xác luôn, báo cái gì đấy nhỉ? Ý là báo xác luôn đấy, báo được quay mày tê thì Bill vừa tới em trách chị Bill luôn à. Thôi làm hai rồi, hết sức rồi em quanh quăng quả lộ thế. Có thích nhìn cái tao là vịt à? Lúc đấy chạy xuống lại thấy mày luôn à, hèn gì chị Trang cứ dựng em lên chỗ đó phải. Tao không giận. Mẹ à, thằng Huy bảo sao à? Nó cứ chạy lon ton theo đít mình, hóa ra nó Canada. Mẹ à. Bài vãi cứt. Bán trước rồi. Bán thì trước có vịt mới chạy vào đó thôi, nơi vịt với Canada. Bài từ. Không thể tin nổi. Không thể tin được. Ôi vãi lìn, em cover anh ạ. Đi. Ủa. Mẹ chết nhiều thế nhở. Anh với Tùng Béo thấy xác của Vodka Quang ở trên đường đi xuống cái đoạn trương nhà chủ gì đấy. Tao xin lỗi. Mà đoạn đấy đéo có ai cơ. Anh với Tùng Béo thấy không? Thế thì thằng Tài anh ơi, lần cuối thằng Tài đi cùng anh Vốt Qua Quang anh ạ. Mày bị điên à, lần cuối tao tách ở phòng thí nghiệm rồi. Lúc đấy bọn thằng Nhím đứng lại thôi, thằng Nhím đứng lại với anh Quang. Trời ơi, mày điên, tao đang làm nốt nhiệm vụ. Gặp Nhím mà. Không, bọn anh đi qua thấy Nhím đi chuẩn bị xuống nhấp chuông mà. Em đang làm nốt nhiệm vụ lâu con Bạch Tuộc. Đúng rồi, vẫn thấy Nhím đứng yên ở phòng thí nghiệm. Thằng Đạt là cái thằng Tài thôi, thằng Tài hay thằng Đạt là Thầy em đang đi kiếm, em đi nhặt chuông, em đi nhặt chuông. Thằng Đạt bây giờ nha, tao đang luôn được. Đâu. Tao bị bắn được. Thằng Đạt lên từ đầu đấy, nó hay đi em còn lắm. em còn đi kiếm chuông với anh em gạt còn chạy ngang anh Bông Mai với cả anh Khoa này thầy. Nhưng mà thế bây giờ mày đuổi ra luôn này. Cuối là chỉ có thằng Tài đi cùng. Tao là kẻ lúc bảo là anh Quang em. Tao là kẻ rình mò. Ai dám nhận không? Em bị bắn cũng được. Kẻ rình mò, anh Bảy là kẻ rình mò mà. Anh Bảy nào? Anh Bảy nào? Anh Bảy đéo tin kẻ rình mò, kẻ rình mò sao lại là kính được tính. Đấy là mọi người nhớ nhầm trước anh sao rồi. Em là kẻ dính mò, lấy hit luôn. Mày đi về cái anh Quang với cả Phát đi cùng không với nhau bảo cảnh sát trưởng bắn em đi. Ê bố chết mẹ em Đạt đi. Anh với Tùng Béo hay đi. Thầy nguy hiểm. Bị nhặt chuông mà. Không đã đặt mùi vãi bìu rồi. Sao bố em thầy? Ghim. Đâu một lần. Ba bìu. Trận này có bột nông mà. Bột nông chết chưa nhỉ? Mình như chưa. Không biết. Chưa nè. Chưa. Bột nông là một người mà hai bột nông chết rồi cho nên là không ai bị nuốt. Hay bột nông là thằng Ben. Cảm ơn ạ. À không. Đạt điểm mình anh này. Bột nông có chui được ống không anh? Được vào cái hòm ấy. Ờ, hình như là không. Ô. Chui được. Ôi, oh, chết rồi. Ủa. Trời sao, vô trời. Được không? Ok. 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 Đi luôn cặp. Cái lồn gì vậy? Bài đồng này. Thế thì thằng Tùng Béo bảo rồi. Thằng Đép là kẻ báo thù à? Thì con mẹ chắc chắn là trong anh em mình là có một con dịch. Bông Minh à?
Rồi rồi rồi, nghe em nói, nghe em nói. Những suy luận của tôi. Thầy, nghe em nói, lúc nãy em gặp anh Tài, lúc mà mới hồi sinh ra nè, xong cái em chạy lên, em gặp anh Bông Mai, em kêu anh ơi, nghe em nói một cái, lúc nãy anh Tài sợ em lắm, xong em gặp anh Bông Mai đi theo anh Tài, xong bây giờ anh Tài chết, anh Bông Mai chắc luôn, thầy. Cái tờ, mẹ, tà hội đứng ở đấy. Ôi, xin mày. Bây giờ, thằng Đạt. Cho tôi nói đi. Không, em đi chết mà. Thằng Nhím nó nhận làm khám nghiệm này, xong làm thám tử này, xong tự nhiên nó thành người báo thù. Là sao? Bóp mẹ thằng Nhím đi. Điên à? Từ lúc đầu là tao fake role cho chị Ali. Là người thám tử. À, lúc này thấy anh Nhím đi chị Ali nữa. Không bị bắn. Không, chị Ali bị bắn chết. Nhưng mà role thật của tao là người báo thù cơ. Em biết rồi, thì chỉ có anh Nhím mới biết role của chị Ali thôi. Thôi, em thì anh nói thật đã là mốt thằng Nhím đi. Thằng Nhím chắc chắn là cái gì đấy. Từ, anh em ơi, từ, đừng bốt, Sao lại chém cảnh sát chủ như thế? Thằng Bông Mai nó đẩy, vội lắm anh em ơi. Vãi mình 3 vụ rồi, 3 vụ liên quan đến ông rồi. 3 vụ không phải đâu. Phải đâu, bỏ qua đi, Mất thằng Nhím. Thằng Đép với thằng Nhím một câu này là hiểu rồi. Thằng Đép thì mà thằng Đép với thằng Nhím. Ok kìa. Chưa đi. Cũng vote thằng Nhím. Chưa đi. Đạt cung chung. Cung chung. Vote thằng Nhím đi Đạt, điệp vào thằng Đạt nếu vote. Chịu không ạ? Bé làm gì nhỉ? Có bồ nông. Còn bồ nông. Anh nghĩ bồ nông sẽ keep. Trời. Da. Phát. Được bạn, anh em từ từ nghe tôi nói đã. Không có một câu dịp nào tự nhiên lại xung phong phí mất một quyền rung chuông. Đấy, tại anh em phải từ từ suy nghĩ đã. Đúng không? Bây giờ vịt. Tụi vịt, tao đứng ở đó rồi, mày nếu bây giờ thì tao cũng rung. Tôi bảo này, vịt mới là những người vội vàng nhất để có thể loại trừ ra một ngỗng. Mà thằng Khoa chắc chắn không phải là vịt, tại vì thằng Khoa mà là vịt thì tôi nó với bồ đi đâu nó đéo rồi, như này đâu. Đạt rất nhiều mà, rồi. Anh em tao đi đâu nào đường đầu rồi. Nhưng mà nhím lúc đấy đẩy được một con vịt mà. Ừ, đẩy gì chị Miu mà. Sao đẩy chị Miu, Nhưng mà chị Miu chắc chắn là vịt tại vì thám tử, ông trách được. À, thế chị Ali. Chị Ali là thám tử. Cái pha chị Ali. Đúng mà cái pha chị Ali bị bắn là chỉ có nhím biết rồi thôi. Bây giờ ám sát chết rồi, thằng lồn đạt mày là gì? Em là Canada, thầy bá biểu. Thế mày là gì? Khoa. Tao là ngỗng ngu. Em ngốc ba gan. Ơ, gì? Anh Khoa là gì? Tao là ngỗng bình thường. Không phải ngỗng bình thường. Hồi nãy anh Quang. Hồi nãy anh Quang nói anh Quang là ngỗng ngu mà. Thầy. Ờ đấy. Không phải ngu đâu, bởi vì đi với anh từ đầu rồi. Không. Tao là mẹ hai đứa anh. Hai đứa anh tình nhân à? Đúng tình nhân nhiều à? Đi từ đầu mẹ nhau rồi. Không. Tập tình nhân rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cái pha anh Tài chết là có thêm bóng máy đâu. Con vịt này. Thằng Đép với thằng Nhím chắc là vịt. Không phải. Hai con vịt giết mẹ đi rồi. Vô gạt đi. Bỏ qua đi. Trời ơi. Phải bốn em à. Không, còn ba phe. Còn một con vịt thôi. Chắc chắn là còn một vịt thôi. Anh em bình tĩnh. Thằng lồn đang đứng ngoài. Ok á. Em là Canada thầy. Nó chắc không phải vịt đâu. Ủa, Miu là Canada mà. Ủa, sao đéo ai biết, đéo nhớ được Miu là Canada vậy? Tôi làm điên đấy. Trời ơi. Không hiểu sao luôn á. Không rồi. Ôi, nó nói thế mà không ai nhận ra luôn. Nhím trong bên rồi sao á? Hồi nãy anh Boy chết vì cái gì không nhớ luôn nè. Ai buồn? Tại sao chết tôi nhỉ? Tiệt bà là sao nhờ? Chắc chắn sẽ còn một dịch hoặc là và một chim ưng luôn thề. Là win rồi đấy. Thì bây giờ đúng là phải có hai cái rồi. Nhưng có mà hai cái skip và một vote vào mồm thằng Đạt. Em chỉ thấy hai là hai cái skip kiểu là của Nhím với cả Đép. Không phải. Ai vote em, Nhím đẩy một con vịt rồi mà Bông Min vẫn đẩy Nhím thì Bông Min là dễ có vấn đề không? Ừ, mẹ đẩy vãi cả lên. Cái pha này, cái pha này anh Tài chết thấy anh Bông Min đi theo ấy. Ừ. Thế thằng Đép là gì? Nếu chị Trang không phải là vịt này. Nếu tôi bảo nếu mà chị Trang không phải là vịt thế sao chị Ali lại bị bắn? Bro. Đúng. Thế nhưng mà cái vấn đề là có mình không biết role của chị Ali. Đúng chưa? Điên là vừa nãy fake chắc là mọi người cũng để ý rồi, tại chị Ali gọi thế tôi là một góc nghe mà. Được. Nghe chị Ali gọi tôi hiểu rồi thôi. Chị Trang không phải là vịt, chị Trang là chắc là chim ưng hay gì đấy rồi. Rồi anh Khoa bị tạo lòng tin rồi anh Khoa ơi, em nghe anh Bông Mai á. Thằng Đép với thằng Nhím chắc chắn là vịt. Ê,
Khéo thằng đép ấy, thề thằng đép, thằng đép không giết đâu, mẹ nó khôn lắm, thề. Đúng. Tôi ghi thằng đép ấy. Thằng lồn đép tôi. Tôi ghi thằng đép ấy, nó lòng tin của tôi đấy. Sao em? Phải cầm hiểu. Vẫn đép đây, vẫn đép đây. Tôi lại nghĩ là thằng đép phải là Lala cô. Ồ. Thằng đép Lala. Lộn rối loạn quá. Ta đà cho nó win. Ta đà cho nó win cho xong chắc này đi. Ờ, sao xong cái này đi. Thề không cần xong bốt đép luôn à. Ta đà cho mày win đấy. Mày win đi. Móc Dada thật hay sao? Rồi cho nó win đi. Ba phe mà, chắc là còn con Dada. Cho nó win đi. Mệt mỏi lắm rồi. Giọng này Dada rồi. Fuck. Kìa. Ê, chị chắc chị không. Ê. Ui giời ơi. Ui địt mà, thằng Đạt kìa. Chàng chim ơi. Thằng Đạt rồi. Thằng Đạt ăn chay à? Đã bảo là mày nhớ lên lên mày nhớ anh mồi nhất là đặt ca ra mà ảo thật đấy. Trời ơi, làm điên rồi. Nó bảo vote thằng Đạt rồi. Anh em có vote chung đâu. Gà đấy nhờ. Thì bà tôi với bọn mày biết thằng Đạt rồi nhưng mà không ai tin. Sao tôi đang nghĩ là bọn tôi thề. Anh Dím là người báo thù thật à? Vãi lìn báo thù phan cả cảnh sát trưởng luôn. Báo thù phan đấy. Người báo à? Người báo có thể. Người đọc kiểu gì? Báo ấy. Anh xin lỗi nha, anh xin lỗi nha Tùng ơi. Mày cảnh sát khùng chứ. Báo. Ủa chứ tình nhân khó thắng lắm. Bố ạ. Chịu đi. Tao biết chắc 3 ngàn là dịch rồi mà không ai tin. 4 ngàn là đây. Tôi biết nhóm phải Hoa rồi, thằng Hoa bình thường. Rồi, đeo em đây rồi. Rất là mất thời gian nhá. Số 5. Số 1. Số 17 luôn á, thầy. Ui. Fuck. Fuck. Super thề. Đéo thể tin được luôn ý. Thề. Không sao. Thế anh xác. Thế thì tôi sẽ là MVP của ván này. Tôi sẽ biết rất nhiều thông tin. Giết xong ăn thịt. Ôi sao toàn vịt ngẫu nhiên vậy trời. Ôi Dada xong đấu nữa này. Thầy, lâu thế thầy. Thằng Huy yêu ấy. Uầy, ai chăm làm nhiệm vụ ở lộ ngay này. Không nói nhiều này. Uầy, anh em đi tìm thằng nào chăm làm nhiệm vụ, anh em đi cổ vũ đi. Được, được, ok, ok, ngay hợp lý. Ok, đây. Nhưng mà sao vịt ngẫu nhiên anh em để ý nhá, anh em để ý ai làm nhiệm vụ. Không biết vịt gì luôn. Thì tìm mọi người thôi, bất tử rồi, bất tử rồi. Ông đã phải Dada rồi. Tao có súng, tao có súng. Em có súng anh ơi. Anh Ben làm Dada như thế. Anh Ben Dada sao ấy, anh Ben làm Dada nhanh lắm, nhanh lắm. Anh Ben hay chọn Dada xong đấu lắm. Cố lên Ben, cố lên Ben, cố lên Ben. Ôi kìa. Ôi kìa. What the fuck. Ủa, thằng đéo nào đây? Cảnh sát trưởng, bác nhầm rồi. Bơ mọi người, anh Bơ chăm làm nhiệm vụ lắm. What the hell man. Từ nhá, thằng lồn nhím nó đứng trên xác nhưng mà nó không báo quá nè. Xong rồi em chạy lại nó bảo có xác nè, vô vô vô. Mày mày bị điên xác kìa. Mày mày bị điên à? Tao chạy qua tao thấy thằng Dép đang làm nhiệm vụ ngay bên trên luôn bro. Ủa nhưng mà là ai chém chết anh Ben? Thằng Tài, nó là cảnh sát trưởng, nó húc vào phát trên luôn. Không phải Dada. Húc đi luôn à? Húc phát đi luôn. Lại chém nhau. Mày. Hiểu mà. Hai người cùng chết mà. Mày chết làm thế nào? Vụ ở trên là như nào? Là cảnh sát trưởng giết ấy, cảnh sát trưởng giết. Vụ ở trên là giết ta cam bắt giết cam quan là như thế. Từ 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 lên. Vụ ở trên là Nhiễm đứng trên xác, nó la nhưng mà nó không rung chuông. Trời ơi, em lên em thấy cái xác xong rồi em chạy lên. Em chạy lên một tí xong rồi em thấy thằng Dép đang làm nhiệm vụ ở đấy. Hoa bảo hoàng này đến đây. Không Dada, Dép giết nhanh chứ được. Dada không giết nhanh chứ được em. Vừa ra mà làm sao đã làm xong nhiệm vụ. Không phải em, không phải em.
Không phải Dada, không phải Dada. Mà nó đứng trên xác đéo đâu, hiểu thế, con nhất đi làm nhiều này. Đứng trên xác đéo đâu, bố mới chạy qua mà. Thằng Tài vội lắm luôn, chạy qua xong rồi chạy lại. Mày điên à, đưa mày chạy qua xem là có thấy mắt ai không hắn báo chứ. Bro. Ôi skip đi. Thằng Đạt không lấy gì cho mọi người. Em lấy gì, em lấy gì. Mình chỉ bớt em đi. Đừng có tận đợi vót em đi. Bớt em đi. Giọng thằng Khoa kìa, đúng học trò. Bớt luôn anh ơi. Bớt em đi. Bớt luôn. Ê. Sao bớt rồi nha mọi người. Thấy bớt luôn mọi người ơi. Ê. Em có làm gì đâu, không đâu thờ em. Bớt em đi. À chưa. Dạ. Học trò anh ấy mà. Từ 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 anh bảo có bốn anh em đây rồi. Anh bảo có bốn anh em đây rồi. Về đây. Ờ, thằng kia đâu rồi? Thằng kia làm nhiệm vụ mẹ rồi. Bỏ luôn, bỏ luôn. Phát đây, mày là gì đây? Mày là gì đây? Em là người báo phủ, em phải đi tìm Diễm em giết lại cái. Nhạc ơi, mày là gì đây? Em thám tử. Anh là gì đây? Anh số 16, anh có nhiều thông tin lắm, thế thôi. Ờ. Đây em. Số 16 thì chắc chắn đéo phải là vịt hay là một cái đéo gì đấy rồi đúng không? Nghĩ đi. Mày học trò xuất sắc nhất của anh mà. Trời ơi. Đạt đây. Mày là gì đấy Đạt? Em chứng minh được rồi. Anh đi theo em. Ui. Ui. Trời ơi, thầy ơi. Để con. Thằng Đạt này. Em đứng bên này. Thế như nào mọi người chị em chứ? Phát đây. Ơ. Sao thầy? Ôi, em thấy xác của Bô nằm ở bên phải. Mất điện sợ quá. Tôi chạy đến thì không thấy mọi người đâu, em dùng em báo xác luôn. Thằng này báo xác mà giọng nó đéo hoảng hốt tí nào nhỉ? Canada rồi. Cứ đi mày đi đâu? Canada. Canada người Canada. Đúng vậy. Trời đang tối mà mày còn thấy xác nữa. Không, nhưng mà em thấy cái rờ nó sáng lên. Thế là thấy mọi người ở đâu thấy xác mà. Chắc là cái lúc ấy mất điện đúng. Xong em có cái một cái mũi tên màu đỏ nó chỉ thẳng vào thằng Bô, xong em xông vào chém nó luôn đúng không? Chứ làm sao em tìm được không? Không trời. Ủa? Không phải, em thấy xác thật mà. Thằng này thắng được một trận Dada làm Dada tiếp ơi, người thề. Không mấy mình vote thằng Đạt trước được không ạ? Nãy nó thách thức ấy. Thầy, à, em chưa kịp chứng minh rõ nữa. Ủa, thế nếu thằng Đẹp là Dada là vote thằng Đạt là hợp lý rồi này. Đúng rồi. Không phải Dada, em thấy xác thôi. Không, tầm này là Dada xong đấu em có phải là Dada em có phải là Dada tầm này Dada xong đấu xong nhiệm vụ đi anh ơi. Thế mày là gì hả? Nó Dada có sao mọi người không có. Mày là gì không biết? Mày là gì em chứng minh được em là kẻ gần mò thầy. Vãi cả đúng rồi, em là cái gì mò, có nhận không? Cái gì mò xài chiêu sao? Là em có hai, bây giờ em chứng minh được, em có cái tele nhìn vô á. Ok em ơi. Tele vô. Cái hai cái mắt đúng không? Tele nhìn vô. Không có hai cái thục vô con mắt đúng không? Thục vô con mắt đúng không? Đúng. Thôi, không tin em. Ok. Thề luôn. Cho mà chết. Ok, thầy, mọi người chơi kìa. Nguyễn Văn Thề. Ai cái thục vô con mắt. Ủa. Anh đâu? Anh có cái rồi. Quê hoa. Nguyễn Văn Thề. Ủa. Em về phe dân đây. Ai dân cho em đi theo. Em chém được xong bố rồi. Ê, bom pin này. Bom pin mới như thế. Ôi, bọn em đang di chuyển này. Ơ từ từ. Nó bo gang có sợ. Em thấy sếp mo đang di chuyển ra. Có bị ám sát bắn không nhỉ? Dạ, me too. Bông mai ở dưới nha, lại thấy bông mai. Này. Bông mai là đi khực. Ta hỏi tí bảy. Bảy ơi. Ngỗng ba gang có bị ám sát bắn không? Không mọi người. À đâu? Có chứ. Không, tại vì theo lý thuyết nhá, là con ngỗng sẽ nhìn thấy cái túi ba gang. Không. Ừ thì làm sao nó bắn được, tại vì nó biết không ba, đúng không? Đúng. 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 Uầy. Đúng. Uầy, tao là ngỗng ba gang, tao bất tử con mẹ rồi đấy. Đúng. Vừa ra cái tao đã bảo tao bất tử rồi. Bây giờ tao chỉ hỏi roll một vòng chúng mày phát thôi. Là tao biết đúng. Luôn thằng nào fake. Đúng. Đúng okay. Không? Từng thằng một nhá. Đúng. Ok. Từ từ đã. Nhưng nhỡ có ám sát thì sao nhỉ? Không sao anh ơi. À, đúng. Thế thì đúng. Em nhìn cái túi của anh mà. Đúng. Không sao đâu. Xui rồi nè. Ừ, đúng. Thôi, tao cần nói chuyện riêng với từng thằng một.
Đâu 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 nói chuyện gì từng đứa. Đúng đúng, hai đứa một để đảm bảo cái sự sống của tao thì phải hai đứa một. Yes. Rồi, phát với 7 ra đây trước đi. Em đây 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 đây. Đây nhỉ, đây đủ xa đấy. Ủa, sao trông quen thế nhỉ? Hình như biết mẹ rồi mà. Mày là gì vậy? Em là kẻ báo thù. Hả? Hey. Hả? Không cần họp nữa đâu anh ơi. Quên đã phát lên. Mẹ thằng Tùng Béo. Em là thầy em đi họp. Xong anh Bảy nhận hôn em. Xong anh Bảy bố thầy em luôn. Thầy em báo thù em bố anh Bảy luôn. Ok chưa mọi người? Lại ghi. Cái cơ biểu thật. Rồi. Thế là hai con vịt chết rồi. Dám giết sư phụ em, láo chặt. Giết chồng tao à. Ôi. Hay anh Độ là vịt, anh Độ chém anh Bảy. Xong bạn ra chém anh Độ. Nó đa đa. Thề. Nó đa đa mà. Mẹ mày biết thế được rồi, về rung chuông là xong. Tôi thấy bạn đang giấu giếm một điều gì đó. Giấu con cu nè. Thế tìm con vịt cuối thôi đúng không? Yeah. Ui, có thể còn phép thứ ba nữa chứ nhỉ? Không, anh Huy trẻ im lắm. Im cái gì? Đúng. Ai vô đây em ơi? Hàng xóm em bình thường là hết, tao nghe hết. What? Lần này tao sẽ đi theo. What the fuck? Tao dẫn bông mai lên trên đoàn tù mọi người đấy. Ai thiệt? Thì... Trời ơi. Ý tại sao tao có thằng đệ tử ngu như thế nhở? Tao định mở mồm ra bảo thôi, thế thằng Phát là người nổi tiếng được rồi, tao đi hỏi hai thằng khác xong về rung chuông xong vốt mạch là xong rồi. Mẹ à. Thái Linh, bảy biết vì sao anh chết không? Sao đấy? Thì mẹ thằng Tài là cảnh sát trưởng. Nó giết nhầm thằng Ben, thế là anh Ben là tình nhân, thế là anh chết luôn. Trời ơi. Cái mà. Ken lờ mau vãi trưởng ạ. À. Xui tê, bao nhiêu người nhận đúng ngày rồi có ông Phát ạ. Thầy, anh Boy không tin em. Tao làm đéo tin mày được. Đéo có một cái lý do gì để tin mày. Em chứng minh được mà. Em nói em chứng minh được mà thầy. Ủa mà anh Đồ là nhóm ba gang thiệt hả? Tao ba gang thật, tao số 16 luôn mà. Ủa thầy, mà Phát tú tỉ nhỉ? Chết mẹ thầy ơi! Mày chết mẹ mày đi. Này không thấy tú tỉ nhỉ? Mày đúng mẹ mày, mày đệ tử mẹ ngu nhất của tao, Tùng ạ. What the fuck? Cái bó thù. Cái lúc đấy tao với mày chỉ biết đến thế thôi, mày nói lên thế để nó đổi mạng à? Em tôi xếp bồng mình là bên phải, bên trên. Ui ồ, chết nhiều thế. Lương còn mình bây giờ chỉ có thể 1 trong 2 thôi. Ơi. Chỉ bây có thể là... một là nhạc hoặc Pết là 2 cây hoặc là nhạc thôi. Đây, tao nói cho sao ấy? Tao là, gì vậy? Tao là em thám tử mà. Tao là kỹ sư, tao chui ở trong cái hộp gỗ đầu tiên, tao gặp thằng Mông Mai nó đã bảo thực ra nó vote chỉ Miu, em là kỹ sư này. Em là kỹ sư, vote chỉ Miu cho em. Mày là Dada mà. Đúng rồi, em thấy... Vote chị Miu cho em. Thằng Bông Mai là Kana, bây giờ mà vote tao chết thì bán xong không nhạc được chưa? Thế thì nhạc. Bảo em từ lúc nãy vote là Kana rồi. Thế thì nhạc rồi. Thằng tử, thằng tử. Em nghĩ là nhạc rồi. Vấn đề là tao thấy thằng Bét với cả thằng... Tại vì em với cả... đứng nói chuyện với nhau. Xong sau đấy thằng Mới thấy thằng Quang chạy lên nói... Nhìn Dép ơi, vote nhạc đi, vote nhạc đi. Vâng, em với cả Dép với cả anh Quang là đúng hợp sắc rồi. Nếu mà không phải thằng Nhạc thì là thằng Quang, bởi vì thằng Nhím với cả thằng Dép không được nói chuyện nhau. Trời ơi, không phải anh Quang được. Đấy, đẩy ra. Nhím vote chị Miu à. Ui ôi. Ui, quả ám sát á. Quả ám sát à. Phải cả Miu. Sao lại bạo lực với cả phái đẹp thế? Bên phải trên, bây giờ Ron. Bây giờ Ron có random, bây giờ có cao thủ hay sao? Bắn được ra, chết luôn rồi. Đi mẹ lần nữa thua luôn. Mẹ thua luôn thật. Hơi vui nha. Nhạc ngửa tay lắm. Còn có mình tôi vậy. Đúng cả tao. Ôi, có cần quá bão. Quá bão. Chịu chết lại còn kéo thêm lại. Chết là chị Mân cơ. Chị Bông. May để tao có ích không? Em thấy có cần chị phải quyết liệt lên chứ, em nhận role như thế rồi. Má, cái đôn tình nhân khó chịu vậy. Lúc đấy tao nghe thằng Dép với cả thằng Linh nói chuyện ở đấy. Tùng ơi, lên đây thầy bảo này Tùng. Anh Ben ơi. Làm thật đấy. Đây, đứng thầy bảo. Này, tất cả mọi người này, giới thiệu chúng mày đây, đệ tử ngáo nhất của tao. Tao ngáo.
Đấy, không béo. Mày, mày tao xin mày luôn đấy. Nhanh nhạy gì cả. Ê, cái đéo ấy. Mình biết thế mình phải phi luôn, chạy luôn chứ. Chạy thì đem mày chạy trước xong mày bảo á biết là gì rồi mẹ mình thế để nó đổi mạng tao. Đang thầy cũng bị thầy còn đứng yên thì còn nghĩ. Ngáo ăn mẹ rồi, dám đi. Ơi, anh Ben có công lớn rồi. Ôi thế là được. Chạy lên, chạy lên. Mẹ thằng Tài nó cảnh sát trưởng giết nhầm. Thằng thằng ấy là gì đấy? Thằng Đạt là gì đấy? Trời ơi, chị Trang không tin em. Ai ở máy thách thức? Không ai tin em. Tình nhân mà bị giết thì cảnh sát trưởng có chết không nhở? Đạt. Vẫn chết em. Thằng Tài vẫn chết đó. Ủa? Thế đấy, tình nhân tính phải ba ừ. Nó chưa thành công. Rồi ngu thật. Nhưng mà phải giết đúng tình nhân vịt cơ. Em tưởng mọi người không tin. Số 5. Chào bạn Lucius nhá. Số 15. Ờ. Đi coi mẹ con đời. Phát. À trời ác. Trời. Super legit. Không. Số 1 ngẫu nhiên đang ngỗng. Ui, hình độ PC. Số 2 đa đa luôn. À thế đấy. Tao đoán là số 1 là ca. Thằng đép là ra mọi người, thằng đép. Không thể đi được. Mà em rồi. Cực kỳ legit. Chắc chắn là mày là vịt rồi. Em số 17. Ui, đấy ô. Ôi, có tàn hình. Oh fuck. Kìa thằng thật ca là ống nhòm kìa mọi người ơi. Kẻ gì ngon. Có ăn cắp danh tính luôn á mọi người ơi. Tè le anh ơi. Tè le sao mọi người bó được. Ơi thằng Đạt nó là kẻ gì mò. Ủa thế mày là gì luôn ấy, mày là gì ấy Đạt? Em là kẻ gì mò mà, không tin em. Ủa sao mày lại bảo là mày cái gì, cái hồn cái gì ấy. Nó bảo nó là kẻ gì mò. Bảo nó kẻ gì mò mà. Xong mọi người bảo dùng như nào, nó bảo là xuất hồn cái gì ấy. Đâu nó dùng tê lê, chắc là tê lê scope. Đúng rồi. À tê lê scope. Wee. Là gì tiếng luôn, ai đây anh không? À 4 người. À 4 người đúng rồi, 4 người. Em là Canada. Okay. Ok luôn, thông tin bổ ích á. Yeah, luôn. Ơi Tùng ơi, thầy bảo mày đi tìm thầy khác đi. Tôi là ngóng. Bên này không có nhiệm vụ. Tuyển thay. Giết. Mẹ thằng Quang đi lên quanh thế nhở? Nó bên này đấy, gì đấy? Bên này không có nhiệm vụ, cứ đứng bên này nhở? Đi. Quang à, hồi nãy vút sờ cam. Vút sờ cam Quang. Ừ, hai thằng Quang đi với Ali. Ok. Hiểu. Hai giết người hết GK ơi, cung quá. Thằng 7 với thằng GK đi với nhau. À, ok. Quá nhiều thông tin vậy đấy. Ô. Em thấy thằng đẹp cam em đứng đó em nhìn mọi người đang nói chuyện cười giỡn với nhau thì thằng đẹp nó bập. Chắc chắn. Ô. Cái gì mà con lạy bố. Trời ơi. Không phải nó có tăng hình đấy. Không phải. Cẩn thận có tăng hình ấy. Huy giải thích đi Huy. Có tăng hình nữa cơ. Không nhưng mà có tăng hình nữa kìa. Không biết nó chết bằng kiểu gì nhưng mà. Tao có thông tin. Nó đặt nó tự lăn ra đâu. Thằng đép nó không thể giết trước. Thằng Phát đệ tử xuất sắc nhất của tao nãy giờ đi với thằng đéo nào không nhỉ? Thằng GK. Bốt thằng GK luôn. Đúng. Đúng. Cái này bảy mà. Ok á. Bốp lần cuối em gặp Phát thì Phát nó bảo là anh đây thầy rồi. Đứng chung với GK khoảng mới. Tầm 20 giây. Hay anh đội giết xong anh đội dí nhờ. Ôi tao lấy ghiếp lắm trời ơi.
Hay là vì thằng Phát nó nói như thế mà anh độ chém nó nhở? Từ từ đã, anh chỉ cần hỏi đúng. Một câu thôi là anh biết ngay đúng. Là nó thật hay nói dối này. Tài, mày là gì? Em á, em anh Bảy biết rôn của em. Thế là hai thằng con vịt thôi. Vào luôn. Em biết đâu vậy? Nghỉ lắm, nghỉ lắm, nghỉ lắm. Từ từ. Không, từ từ mọi người. Biết đâu ám sát sao? Mày là gì mày nói đấy mà? À, có Dada đấy, mọi người bình tĩnh nào. Em roll sim với rau trước anh ơi. Dada. Má lằng nhằng vậy. Dada. Phải giấu đâu với anh, bây giờ em bị bắn đi sao? Ai bảo kê cho em? À, cảnh sát trưởng ra làm việc đi, cảnh sát trưởng đi. Làm đẹp rồi. Chết tôi đây. Tạm đạp nhá. Ủa vãi cả biểu cái gì đấy? Ôi cốt luôn. Cái gì đây? Em không có mà bốt mà. Ủi mày đấy. Ai gì nhanh nhờ? Đấy. Đây, hỏi lại. Về đây. Mày là gì? Anh Mòi, Mày. Cho này đi đã anh ơi. Thằng này nguy hiểm. Thằng này cút, để bọn tao nói chuyện. Sao thằng... Anh cút đi. Thằng Đạt nó trông may mà sao nó chết rồi. Anh đau hay sao vậy? Đạt nó trông nhím thì mới chết. Vâng. Em xuống lấy đồ ăn mà. Đừng có điêu. Con vịt chui nó rồi. Chui cái đéo thì tao là chim bồ câu, cút. Tao đang nói chuyện. Mọi người đi đi, please. Sao tự nhiên đông vậy? Mất điện. Có thể không đi đâu. Mất điện. Đây rồi. Đây đừng đi cho anh độ nhìn. Không cần đi. Mình đứng dính nhau được rồi. Ô. Trong lúc đó em spam nút R. Rồi lúc mà cái màn hình nó xoẹt qua em thấy anh Quang đứng ở phía trên cơ. Anh có thông tin. Để anh nói đơn giản nhất này. Thằng Quang là thằng vào sau cùng. Thằng Quang đéo biết được là anh đang chui ở trong đấy. Lúc thằng Quang nó chém phát anh còn nhìn rõ ràng nó chém xong chạy lên trên luôn. Đúng. Ủa sao lại Quang chém? Em không phải mày. Em đứng ở mép thằng cửa mà. Thằng Quang đen. Ủa nhưng mà anh Quang chết mà. À thế là giả dạng à. À thế dễ dàng, từ từ. Nhưng mà em còn đứng đó này. Xem lại xem mà ai còn đứng đấy nào. Thằng Huy còn đứng đấy. Của em. Em không làm gì nữa, em đứng yên. Em đứng một mình một góc anh ơi. Em đứng với Ali với cả em nhạc. Ai nhỏ với cả Khoa. Không, bố béo sau này nó mới tới. Anh nhìn thấy em không bị biến dạng, Em nhìn thấy anh vẫn chưa bị biến dạng. Lại anh Ben. Không phải bọn em. Thấy bố béo với lại Ali với lại. Với thằng Ben. Chị Miu. Em đứng một mình một góc nha. Đồng thu. Thế à, thằng Ben. Thế để cái hội bên mình lấy ghi đấy chị ạ. Em nghĩ là hội bên mình lấy ghi đấy. Ủa thế là ai nhở? Hay thằng chẳng lẽ là thằng Bảy à? Không, em nói em từ đầu mà. Nhưng mà em đứng kế bên giáp của anh. Đứng kế bên Huy Linh. Chỉ có thằng Mòi Thăm mà thôi. Tới anh Bè này. Người Mòi Thăm từng sống tàn ác cái là bó chết mẹ đi. Không giả dạng đúng rồi, ngoài giả dạng rồi. Thế là giả dạng nhưng mà... Tới skip thôi. Anh nhím như này. Đi kè đứng đâu? Ok, em đứng bình một góc ở dưới mà. Tại em liên quan đến hai vụ nha Tài nhá. Nở. Ok á. Anh là người quan sát mà anh không nhìn thấy em đứng một mình là sao anh độ. Mất điện mẹ mày quan sát cái đéo gì? Em đứng luôn mà, em đứng luôn mà. Là như nào? Anh mới lại chui kìa. Đéo, tao ham sống sợ chết lắm. Uầy, chị Miu giết anh đấy. Đố giết là tao. Này là anh gì ơi? Anh đấy, này em đứng ở đây này, một mình em đứng ở đây này. Đây, còn em đứng ở đây, em đứng ở đây này, em đứng ở đây này. Huy này, còn từ từ, hâu đập còn Huy này, còn Ben này, còn Bo này. Đấy, anh thấy em không? Em đứng một mình dưới góc này, anh phải ít ra nhìn hai cái xung của em. Thế là 7 rồi. Thế là thằng 7 à? Anh 7 với em, anh 7 với em. Thế cứ anh 7 rồi. Anh 7 với em. Anh 7 với em, chúng tắt điện anh ơi. Chuồng Ace. Anh 7 với em trong lối như thế được nhờ? Để em đi bấm chuồng nha. Trời tối sợ lắm. Sửa điện đi. Đi rồi. Mọi người nha, mọi người tí kẻ sát nhân đến, mọi người đừng báo xác luôn nha để em xiên. Ừ. Mày điên đang trong nghi vấn mà được tại. Anh Bảy với đi lẻ. Mà. Anh Bảy với nhà anh Ben đi lẻ. Vẫn là Bảy đi lẻ này. Anh Ben đi lẻ nữa. Chui vào cái hòm lúc nào. Ben Ben nữa. Bảy bị phát hiện rồi. Bảy giết người đấy, đừng có đi. Anh Bảy đâu rồi? Thằng Nhạc đâu rồi? Huy ơi. Anh có thể nói chuyện riêng với mày được không Huy? Được anh. Ê, tất cả mọi người về đây anh bảo, tất cả mọi người về đây anh bảo. Từ
Từ từ, anh chỉ hỏi một câu thôi, trong này có ai nhận là Canada không? Không. Không. Không, không trả lời đã. Em. Thì nhiều khi lấy ghi ren ạ. Em anh Độ ơi. Bảy cái. Wow, gì nữa? Sao nãy giờ bạn đi vào bắt kịp câu chuyện. Nhạc đâu? Nhạc của tao đâu? Nhạc đâu? Đây, nhạc đây. Đây. Em đây. Anh Ben đâu? Anh Ben đâu? Thằng Ben đâu? Thế có mỗi thằng Ben đi lẻ thì. Ben đâu? Ben đâu vậy? Thì Ben chết rồi anh ơi. Thôi lên mọi người. Thiên anh Ben để em bắt cho. Đừng bỏ lại nha. Đi đâu đây thôi. Phải có bố béo nhỉ. Ê, đi bố. Hên quá, gung chuông để cho mọi người đỡ chết. Tắt đèn không giết người. cho anh hỏi cái lúc nãy trong đoàn mình ai là người đi cuối cùng ấy để chạy vào trong phòng rung chuông ấy. Em đi đầu tiên. Em đi với chị ạ. Em đi khoảng thứ 5, thứ 4. Đi đó lắm mà. Đi thứ 3. Đông lắm. Đấy, đông lắm. Mà bây giờ làm sao? Đông lắm anh ơi. Năm sau nó nhận đông lắm. Phải 7, 8 người. Đông lắm anh ơi. Em nè, em thấy em trốn trong thùng, em thấy thằng Dep đi lẻ, sao đứng im đèn tắt. Ủa? Mày tối đâu thùng mày là cái gì đấy Ben? Em là câu bầu chim. Anh Đồ là chim bồ câu mà. Chí. Chim bồ câu. Huy ơi, lắc nào đi Huy. Lắc nào đi Huy. Relax. Không có muốn đi với em. Não mày đeo Huế à? Đấy thằng Đẹp. Ơi, thằng Đẹp nó có hay cái bài tắt đèn không giết người lắm. Đúng, quan gì? Thế em đã giết ai đâu, em không đi cùng người nãy giờ, cho giết ai? Em bóp nó, em nhìn mặt cái hạt mặt nó ghê lắm, không tin được. Có nhưng mà... Giết nhà cũng không bỏ rõ. Liên lẻ thì ốc em đi cùng mọi người mà, đừng ở ngay đây mày mà. Mày giải thích tại sao mày lại đứng yên? Ủa? Đừng em đứng yên bao giờ? Em chạy vào mà chị... Ben vừa báo kìa. Lúc em nhạc mà vô bảo... Lúc mà anh Ben chui ở trong đấy em đi là mất điện thì em chạy lên. Anh Nhạc anh bỏ em đi. Em sợ kịp. Ôi làm nhiệm vụ ấy mọi người ơi. Bình thường. Đúng rồi. Là nhiệm vụ đi, tập trung làm hết nhiệm vụ đi là xong. Ôi sao nó vote rồi hết thế kia. À hiểu chưa được. Chưa em vịt vote. Em bấm bỏ qua rồi nha. Thôi an toàn. Mẹ thế thằng Bô nó phải làm một cái gì đấy. Nó hô một cái mẹ cả lũ nó vote. Tin được. Anh Gia đi lẻ. Làm hai cái nhiệm vụ đây. Chị làm đi. Alo, có ai không? Alo. Ôi, im lặng đi nhỉ. Thôi, cho anh phận này. Bô bị tăng hình giết đấy, em thề. Có sự cam ngoan đâu. Ủa, hay là bô nuốt rồi nhờ? Ở đây nè. Đấy. À đây. Đấy. Trời ơi, hết hồn. Bạn hoảng hốt vậy. Xin tạm đi. Thề. Bạn thề tôi. Bạn thủ dai vách ở bìu luôn, tôi giết bạn đúng một lần thôi. Nếu mà tin được. Ngoài hết giảm vụ đi. Du bi du bi du du bi du bi du. Sợ cam quay đâu rồi? Sợ cam quay đâu rồi? Tại sao ấy? Ừ. Mẹ, nếu có một cái thông tin thì là thấy đéo rồi nhỉ? Em không thấy bảy giết người nhưng mà em thấy bảy đi từ hướng cái xác. Đúng, bọn em đi chung. Cái xác ở đâu? Chạy ra từ cái phòng đấy, ngay phòng đấy luôn, ngay phòng bàn học luôn. Hai vụ rồi, chắc chắn là bảy. Phòng nào? Không xảy. Không thể xảy. Bảy, phòng nào mới gặp hay đi lẻ lắm nha.
mới gặp thấy mày đi học tao mềm học mới gặp chị Trang tại quay vodka xong. Ủa mày gặp tao lúc nào? Tao thấy mày giết thằng Bô bảy à, tao chui vô tường tao thấy mày giết thằng Bô xong mày chạy đi. Mày có bị lộn vậy? Ủa mày có nhầm vậy? Quả môi của mày đã không nhầm lẫn đâu được. Không thể nhầm được. Xong rồi còn đông người mà. Mà tao lại loại trừ tiếp. Ủa? Chị Trang mới gặp chị mà. Thì mày gặp tao nhưng sau đấy. Từ từ đã, hỏi cái. Cái xác ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Cái gần phòng bàn học. Phòng sách á? Từ từ nhá, thằng 7 lúc nãy. Thằng 7 lúc nãy làm sao nó chạy nhanh thế đến từ phòng học được nhỉ? Mà lại giết được người ở đấy nhỉ? Anh 7 đấy mà. Em còn không biết cái xác ở đâu luôn ấy. Ở đây em thấy 7 với Nhạc đi lẻ nhà mọi người. Tham đấy rồi, em nghĩ là kịp đấy. Em nhìn thấy anh 7 chạy em bốn đứa đi với nhau rồi. Trời ơi, anh Đậu ơi, nhớ rồi của em, anh Đậu ơi. Không thể nào em phát một cách vô lý vậy được, như cái ơi. Em cũng nhớ rồi. Anh nha, bỏ qua nha, anh bỏ qua nha. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Nhưng mà nghi ngờ những người còn lại, những người đang giấu giếm thông tin. Tiêm tin cái gì đó ở giấu giếm, tao ra luôn này. Rồi xong. Hình như không có ám sát rồi mọi người ạ. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì đấy? Mẹ ám đầy con ẩu vậy. Nghe đi. Ui 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 địt con mẹ đéo kịp chui vào ạ, vách cả lồn địt con mẹ mày game cay vách cả lồn đéo hiểu tại sao địt mẹ đéo chui vào được cả game như đầu buổi. Địt mẹ cun đao bằng nhau mà đéo hiểu sao tao nháy vách cả cứt mà nó đéo chui vào thì mẹ mày thấy bực thế nhở. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi. Thằng đẹp thật ạ. Ủa chị Trang đã đi chung với anh Quang, anh Quang giết người mà chị Trang phải thấy chứ. Ôi ôi, xác này cao thủ giết, xong rồi có một tàng hình giết anh Độ luôn cơ. Trời ơi. Ủa, sao chị Trang chết luôn rồi? Sao chết nhiều quá? Chị Trang đi với Ali. Hả? Ôi, ủa, chị Trang đi với Ali rồi Huy. Ủa, chị Trang đi với Ali mà. Em có một cái thông tin quan trọng. Mọi người ơi, em có một thông tin rất là quan trọng, đó là Nhạc lần cuối cùng em thấy là đứng với chị Miu. Còn Huy Huế kêu không biết gì vậy. Còn em đừng có chắc là chẳng thấy gì nó đang kêu ui chị Ali em đang làm nhiệm vụ đấy, em thấy chị Ali đuổi em thì em quay lại định hỏi chuyện theo chị. Ôi, Ali cũng chạy đi luôn. Em tưởng Diễm nó tin giết em. Ủa bắt tưởng nha, mà em thấy là đang đi chung với anh Đội với anh Giang này, xong rồi chị nhìn thấy em mà cũng chết. Ai tin tôi, ai tin chị Trang thì lần cuối cùng Nhạc ai tin tôi, 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 ai Trần thấy gì á, bỏ Trần thấy gì á. Tại Trần thấy chứ, em có làm gì đâu. Trời ơi, bỏ qua đi. Em không tiện, anh Nhạc còn đi lại. Bỏ qua đi. Tớ chị Trang đi với bạn mà. Ok á. Sao mọi người tin Ali vậy? Nhiều rồi. Ali nãy đang bên em mà. Đang bên nhau xong rồi đẩy em là Ali đấy mọi người ơi. Ủa sao? Việt đỉnh vãi lìn anh em ơi. Không chết có lão. Em vì ơi. Như biết rồi không hiểu luôn ấy. Uầy. Sao anh không chết? Kêu không thương từ đầu không tin nè. Nói mà không cho ai nói luôn có thể luôn á. Là như thế rồi. Hay quá có xe lìn đẩy hộ. Mực đéo chịu được. Đây, em còn chẳng kịp nhìn. Cun đao như nhau. Nó cun đao giết người, anh cun đao chui vào tượng. À. Anh nháy vãi cứt rồi nhưng nó vẫn giết trước anh. Ủa, chui phải thứ ba rồi. Em cũng định chém anh đó. Tình nhau từ đầu nhưng mà thì tại vì phe thứ ba Huy nhìn thấy xác chứ, tại vì xác để anh giết mà. Bực thế là đép à? Hai người à? Đép là quay là kêu đép mà. Đép này tí muốn đấy, đép tại vì cái xác đấy xác anh giết đấy. Không kệ rồi thì em giết luôn, em đang đổi ra lên là như vậy sao biết được. Giết người đâu. Wow, đâu có xác đâu chị. Em giết mấy người mà. Cao thủ mà. Em giết một phát tàng hình là bùa đổi thành là ba người. Em mới thấy là em không thấy xác nên là em cũng không sợ lắm. Mà tại pha đó cậu đứng như chị Trang cuối cùng mà. Pha đó kẻ cấp danh tính mà. Trời ơi vừa nói xong nói thấy mẹ luôn.
Trời ơi. Năm xác. Mà chết nhiều quá rồi. Thế rồi. Cảm ơn Ali đi. Nãy tắt điện em nghe được anh nhạc ở Canada rồi không chém thì. Wow, ở Canada mà. Đâu nhạc của Canada. Ali bên quá. Anh bảy trước nhầm. À đây à, mày bố sao đấy mà chém hết đi 10 vòng. Sao lúc nãy nhạc không bảo. Sao lúc đầu. Sao lúc đầu vớt cam quan không giết em nhỉ? Đó cũng biết mà. Thì tôi lấy lòng tin từ bạn chứ sao. Em cũng biết anh nhạc là ngỗng nhưng em chưa. Ờ fuck. Tại vì lỗi em. Xin lỗi em, bảo vệ tôi. Em hỏi chị biết rồi. Em xin lỗi. Chị không nói gì. Giờ này em sẽ không làm người nữa, em sẽ làm vịt, em giết hết mấy con vịt. Ui trời, sao lúc này mày không nhận Canada đi. Ui ui, kéo lên. Ui, tay kéo lên là tay thề luôn. Không phải đó. Tay chắc chắn luôn. Canada nhận Canada thì coi như vô dụng mà còn gì nữa. Kẻ kéo Lê Ngọc Tài gì à? Gõ luôn. Ui, xong mấy con vịt nó sẽ tụ tập ở trên chỗ lò. Kéo xác vào lò thủ tiêu. Kẻ kéo lê con này vui. Mọi người thấy ai đứng ở gần lò là biết. Đúng. Chắc chắn thằng Tài chơi kẻ kéo lê rồi. Kẻ kéo lê. Chắc chắn là chị Trang. Các trưởng lẫn dân phòng. À cái gì? Mày tao. À, Ron là hơi phế. Cho mày. Ron ăn xác thì còn đỡ hơn. Kéo dễ bị phát hiện lắm. Kéo đúng. Em đi. Để chị ơi. Ui ui, đi con mẹ. Ôi ôi ôi, cái live up đỉnh cao thực sự. Oh my god man. Holy fuck cuộc đời. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Cái thằng vua mèo này. Ôi, chết ba người luôn à. Nhạc là bị giết từ xa đấy. Chắc là dấu hội không có ám sát đâu. Thật kinh khủng khiếp. Có khủng chi khiếp. Có 7 với cả có Đạt đứng ở trên ở chỗ. Em thấy Huy đứng ngay trên xác Nhạc. Nhưng mà trông phải, không biết là có phải Huy giết hay không thôi. Giết từ xa mà anh, trời ơi. Giết từ xa rồi còn giết ngay trên xác. Ngay chỗ mình làm gì. Ủa, xác ở đâu vậy? Xác ở đâu vậy? Chỗ lau cái gì nhỉ? Phòng còn chắc hai cái xác còn lại cơ. Nghe cái tượng, nghe cái tượng, nghe cái tiệu. Cái xác của Nhạc là không biết rồi. Nghe cái tiệu, nghe tiệu. Thế anh thấy xác ai em? Thấy xác ai vậy? Cái xác của Nhạc, nhưng mà Nhạc là bị giết từ xa cơ. Thành ra không có manh mối gì cả. Giết từ xa? Là ủa, sao? Giết từ xa là sao? À! Tức là không có ai đứng. Là siêu năng lực giã. Không có ai đứng, siêu năng lực giã. Có mấy, mấy vịt không này. Không có ai đứng gần Nhạc mà. Hoặc là nó là tình nhân. Hoặc là tình nhân. Hoặc là tình nhân. Em lại ghét, em lại ghét. Sao anh đột lại hỏi thế? Không đúng, có hỏi thể là tình nhân. Có thể là tình nhân, đúng rồi. Động não lên đi nhím. Fuck. Hỏi mấy vị. Nhưng mà hai cái xác còn lại này. Không biết ở đâu này. Sao trận. Cũng đúng. Trận này anh đổ nói nhiều rất nhỉ. Có thể là siêu năng lực ra rồi. Ủa thế ta phải nói ít lại à Ben? Tình nhân với vịt á. Trời ơi, ai đi giết ngay trên chân mình đúng không anh? Thăm dò bí kíp. Chết thời nhiều, chết thời nhiều. Đúng. Thông tin gì hết. Bỏ qua vậy. Bỏ qua vậy. Chết nhiều vậy ta. Ba xác là. Chết rồi, quên chưa vút. Em kéo vào lò hết rồi. Có. Không, em thề. Thằng nhím là chị Mưng. Bồn. Bồn năm, có bồn năm rồi. Lại mày. Anh bông mai lại vật thời. Anh Ben. Một lượn mẹ chỗ khác đi. Em đi dắt voi à, ai em mà bị chết là voi giết em. Thôi. Để tao câu cá ấy, cái tao câu cá cái câu cá cái. Câu. Ủa, không bóng ai đâu rồi? Đây này. À, em đi lấy thông tin. Chip bồ kêu. Có chiếc bồ đấy. Em đi lấy thông tin đấy. Ủa, giống chip bồ kêu quá ta. Yeah.
Anh biết một thông tin. Thằng nào phát bi ở đây không? Thằng nào phát bi ở đây không? Có thằng nào phát bi ở đây không? Ai chết đấy? Đây 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 đây, có xác. Anh Độ vừa đi ra từ đây mà. Đây ra mà. Ủa? Thì tao có chạy à, tao gọi chúng mày làm đéo gì? Ồ, em đang định đỏ với anh Quang Phúc ạ. Cái phong thái làm nhiệm vụ của anh Độ khác lắm. Không giống. Ê, bố mày, nghe anh báo. Bên thằng tử, bên thằng tử. Hồi nãy em rẽ xuống. Quét đi đây, mày quét đi, thằng tử quét đi, thằng tử quét đi, thằng tử quét đi. Trời ơi, sao bắt đầu chạy lên. Trời ơi, anh Quang ơi. Từ nhá, anh bảo, bê đứng yên đây nhá. Bê có thằng nào nhận là thám tử không? Quét anh đi để anh lấy lại sự trong sạch cho anh cái. Thế. Mọi người dịch ra, mọi người dịch ra. Quay là thám tử không? Quay thám tử không? Quay thám tử không? Cứu, lấy lại sự trong sạch cho tao. Sao chị Giang? Tại dịch ra. Theo dõi đi. Theo dõi gì? Có xác đây mà. Quay là thám tử không? Trời ơi. Rửa nhục của tao. Chỉ có anh Độ đi ra từ đây thôi. Không phải tao, trời. Nếu như là tao nhá, bạn ta đã đéo gọi chúng mày đến rồi. Thì có đậu thôi, thầy. Mẹ thằng bố béo giết ẩu thế nhờ. Mọi người ơi, em hồi nãy em qua em bị chị Trang dụ em, mà ván trước chị Trang cũng dụ em để em lộ tình nhân ra, xong chị Trang cười vô mặt em, xong giờ chị Trang rồi, thằng này bấm nhầm Canada rồi. Em không. Chị Miu, em không chị Miu. Chị Miu báo rồi chị ơi. Từ từ. Ý là từ em lại chạy một vòng. Em bỏ chạy em chạy vòng lên thì em xây cái xác mà. Đạt ơi, anh Quang là Canada rồi. Tại sao em lại không nói là xác ở đâu trước mà tự dưng em lại chị trước? Không, mới là em đang kể nguyên câu chuyện là tại sao em bọc một vòng lên á, em bọc một vòng lên em gặp cái xác anh Quang ngay chỗ cái không đường. Không ai hỏi cả. Không ai hỏi. Câu chuyện của em vô nghĩa Đạt ạ, bởi vì anh Quang xa có bảo với anh là Canada rồi. Em còn chứng kiến một câu chuyện khác kinh hoàng hơn. Câu gì vậy nhìn? Vốt Đạt trước đã. Vốt Đạt trước đã. Thế thôi để vốt Đạt đi, xong rồi em nói sau vậy. Nói luôn đi. Uầy, kinh hoàng lắm mọi người ạ. Nhân lúc mọi người không để ý, có một kẻ xấu bốt đã hành động ở sau lưng mọi người và em nhìn thấy rồi đấy. Lòng vòng quá luôn. Này. Thấy chị Ali vuốt thằng khoa báo. Em thấy chị Ali vuốt khoa báo. À. Hấp dẫn. Được. Hả? Tấn phòng hả? Chẳng đâu hết nha. Hả? Phản ứng nhẹ nhàng gì? Đi cả nhà bình tĩnh nghe anh nói này. Cả nhà bình tĩnh nghe anh nói này. Anh là người phát hiện ra xác, xong anh chạy ra gọi ba thằng ở cạnh đấy là có ai là pháp y không vào check xem cái xác này là gì, xong chúng nó đổ cho anh. Anh lại còn đứng đấy bảo mọi người là có ai là thám tử không check cho anh đi, anh legit để giữ lại rửa nhục cho anh cái. Anh là gì? Trời ơi. Anh là kẻ rình mò số mười mấy anh đéo nhớ, nhưng mà chắc chắn ở đây đéo ai dám nhận là kẻ rình mò. Được chưa? Em. Thế thì thôi vốt. Em con em đi lan. Vốt Ali đã. Mẹ. Vốt em. Thế. Tân phòng cảnh sát trưởng đâu hết rồi nhỉ? Bây giờ ví dụ. Ủa mọi người. Một đổi một đi. Nếu như tìm bông mai thì một đổi một, còn nếu không mai thì một đổi một là sao? Một đổi một. Em có liên quan gì đâu? Thì ý sẽ nói là dân phòng. Này có khi thắng anh mẹ đồ luôn ấy. Hay là anh Ben. Ủa, đóng cửa vào tao giấu xác kiểu gì? Đâu ma thằng nào ngu vậy? Nguy hiểm quá. Trong này. Ai trong này? Thằng Nhím nó nhốt. Thằng Nhím đâu? Thằng Nhím đi trong đêm rồi. Cái thằng Nhím mới là bồ nông mày mà. Ủa, từ đã. Lúc này ai bảo Ali là bồ nông ấy nhỉ? Thằng Nhím. Nhím mày. Giờ thằng Nhím nó mất tích trong đêm rồi. Mà Ali cũng không nói gì.
Em nghe hết những cái gì anh nói xấu em đấy. À. Em biết. Em biết ngay mà khi mà không có mặt em mọi người mới bắt đầu lộ ra mà mọi người nói xấu em. Anh Huy nhá, em gym anh rồi. Gym. Em gym anh rồi. Anh gym anh luôn á. Chạy thật xa vào, chạy thật xa khỏi cái này đi, không em theo dõi anh đấy. Chạy thật xa khỏi cái bộ tường này đi. Nhưng mà tất cả mọi người đây còn ai nữa đâu. Đúng rồi. Giờ mày ra đây mày giết anh này. Là trong chúng ta có một đúng. Trong chúng ta phải có một cái trong chúng ta phải có một cái gì đó đúng không? Bây giờ tất cả mọi người ra rôn đi em xem nghĩ... có chồng nhau không là xong trời ơi. Đúng, anh Ben là gì? Thằng Ben là gì? Ben. Ben. Dạ. Thằng này nó dừng để nó trách sabote sao ấy? Em là người báo thù. Ôi, anh ơi, từ từ mọi người đừng đi vội. Em thấy có sabote ở chỗ chấm đỏ của mình luôn. Tất cả mọi người ở đây thì mẹ mày bị dở hơi à? Nhạc chung trước đi, nhạc chung đi. Ít ta là em có thông tin. Em là con... Yếm ơi đi nhạc chung đi. Ô kìa. Mẹ mày, con vịt nào ngu vậy? Trời ơi! Tao lạy chúng mày! Trời ơi! Ôi! Đi! Bảy! Trên này có biểu hiện nghi vấn Bảy ơi! Đâu? Trên đây! Giống gì đây? Ê! Em à? Không em nghĩ ừ. Ê! Đi con à? Thôi mọi người ạ, kết thúc game đấu đây thôi. Anh Độ kéo xác màu cam, ép đi qua không có gì, em phi đến bắt quả tang hai người luôn. Ủa, không như em nghĩ đâu. Ủa? Không như em nghĩ rồi, đâu. Không như em nghĩ. Đúng rồi. Làm sao ạ? Đép, giải thích thôi, đi đép. Thôi, đầu trước đi ạ, xong là đép là con vịt cuối. Nói chung là thế này, là lần đầu tiên em thấy có một người kiểu đổ lỗi cho anh Độ trắng trợn như vậy. Trắng trợn. Ông Minh là người chém. Đúng. Xong bông mi chém vào xong bọn em với cả anh Độ đi lên. Đúng. Thì thấy bông mi đang kéo vào trong màn xương. Đúng. Đấy. Đi về thế mà đéo hiểu sao nó report xong rồi nó quay ra nó đổi cho anh luôn ạ. Phải là cất thật. Để em miêu tả lại đúng cái cuộc hội thoại đấy nhá. Đép đi chạy ra xong anh Độ nó bảo ừ em à, em không thấy gì đâu nhé. Thế bây giờ xong mọi em phi người đến tin hai người tin một người. Đấy. Anh Độ đang kéo xác. Bây giờ mọi người anh bảo rồi mọi người ra roll đi. Mọi người ạ. Bây giờ nhá. Mọi người không tin em thì thôi, em là ngông thường, random là gì? Vãi cả bỉu. Tao là kẻ rình mò, tao nói từ đầu rồi mẹ mày, não mày để đâu ấy? Não để Long An à? Ông em là ngộng, mọi người vote nốt hai người. Vãi cả bỉu à, có thể nhờ. 15 vote bông min cho em, vote bông min cho em. Đúng. Nhưng mà vừa nãy thằng bông min nó đi cùng bọn tao. Mọi người, nhưng mà nếu mà em là vịt thì em... Nếu mà em là vịt thì em dí làm sao lại hai người dí em thì chắc là hai con vịt rồi còn gì nữa. Câu chuyện rõ ràng như thế rồi, đéo ai tin. Làm sao em cãi được? Ờ. Thề không ai tin. Tao vote rồi đó. Mình thất bại rồi. Lộ kéo xác. Thề lộ vãi trường. Ui giời ơi. Thề bắt tiểu phẩm. Ui giời ơi. Thề xa quá. Thề. Thề anh đổ xa mấy view luôn đấy. Đấy là thứ bình nhân à? Ui, quả đấy anh đang kéo vào cái lò là không ai gặp đâu anh Độ ạ. Đi mẹ, tao thề mày như thằng bô mẹ mày nó giết người vô tội vạ vãi cứt. Tao kéo bao nhiêu cái xác xuống sông rồi đấy. Cái gì nữa? Em bị đúng rồi. Thế thằng nào giết thằng Phát ở ngay ngoài thề tao phải dọn mấy cái xác xuống sông. Đó chứ này. Đấy. Thì lát mọi người để em một xí. Thằng Bông Mai cũng khó bởi vì thằng Bông Mai còn chạy đi kiếm mày với bọn em mà. Thề buồn cười quá liền. Thằng Tùng Bế nó bảo là quay
Ê, tao thấy anh Độ đi một mình vô hang xương làm gì á? Em giết tụi béo xong vô hang xương tết Độ đang kéo xác à, vãi cả cứ. Vãi cả biểu thật. Xong rồi tao ra, tao phải kéo nốt xác của thằng Phát Béo vào đấy. Mày à mày. Xong rồi một lúc sau ra lại thấy cái xác màu tím, xong đang định kéo thì gặp ba thằng nó đang đứng cạnh đấy. Mày à. Chịu. À, một người đến đâu rồi? Từ từ, nó bị lắc. Từ từ em xem thằng Đạt Ca là gì đã. Đi đái cái, đi đái. Đạt Ca nó giết em xong nó tự report luôn chị Miu ơi. Anh có tao mồm nữa không? Đáng điệp. Anh Bảy là cảnh sát trưởng bị anh Độ chém xong kèm kéo xác ạ. Thì... Trời ơi. Bảy ơi, tao đã bảo là mày dắt ra tưởng là anh Độ thấy xác hay gì. Sao chị cứ giết em tới chị Trang thờ. Tao thì... bảo là mày chém thằng Đạt Ca cho tao, mày không nghe. À lúc đó. Còn cái gì? Lúc đó thấy nó thảm thiết quá. Ra đi chị ơi. Get đi chị. Không nỡ. Một. Trời ơi! Yeah! Ui, nãy giờ Dada toàn được chém trước, phê vãi bìu. Lại bom. Ôi ôi ôi! Anh Độ, cái anh Độ! Anh Độ với cái sắc của Tài là em chém. Anh Độ! Bom! Thì anh làm cái xong nhiệm vụ rồi, tự nhiên ai report xác. Anh Độ đánh giấm ra bom. Cái lab này mày ơi. Ui, chấm hỏi mọi người ơi. Ủa, đặt bom. Ám sát nhất em làm bom. Việc với thằng Bô nó cũng bảo là mọi người chấm hỏi đi. Ừ, nó đó. Thiệt mà cái bài đó bình thường quá bạn. Bạn vẫn dùng đúng không? Thật thật mà. Tôi làm sao non như thế được kiểu đấy đúng không? Tôi là địch mà là dân hay là dịch cho bỏ thế mà. Ờ bây giờ tao mới biết là kéo xác kéo được xuống sông với cái quăng được vào lò buồn cười vậy cứt thề. Thật đấy. Ờ mày kéo ra bờ sông mày thả ra là nó tự ném xuống sông mất xác luôn. Nhưng mà chậm lắm. Ờ nhưng mà kéo hơi chậm. Kéo mà nhanh như bình thường. Mẹ à, mày 16 vẫn còn có cảnh sát trưởng vãi cả cứt. Ủa cái đéo gì? Tao không tin ai hết. Ê, Ali, là... về tao bảo. Dạ. Này, nếu tao chết là Ali giết tao nhá. Về tao bảo. Ok, everything. Mày là gì ấy? Em thầy Đồng. Mày số bao nhiêu? Không, em số 10. À thì đúng rồi, tao số 9 ngay trên mày. Tao là không... Canada. Ừ, đúng, tao là thám tử nhá. Tới xét thằng Tùng Béo dưới cái phòng hội trường đó nè. Ủa? Phòng cái quân đồi. Ô, đi. Mày dưới Canada. Ê, mày bú nhanh vậy em. Em bảo ra. Ông làm con non như vậy hả? Đi chứ mà đi. Mày hỏi chấm ở bố. Ông làm sao ra non như vậy? Bố đi. Hê thẹn. Bố. Bài này cú rồi bố ơi. Thằng này nói non. Bạn. No. Em làm chứng cho anh ngoài, đi với em nha. 9 trên 12. Legit này. Legit. Nhím ngu, bảo trọng nhím ngu ơi. Bây giờ mình nghe giọng Đạt. Ôi thế nhím ngu ơi, bảo trọng đi. Em legit. Cố lên nhím ơi, cố lên, tao lên mày. Tài là bốn ông anh ơi. Thế tài bốn ông. Để tao. Thằng đẹp không vốt. Thằng đẹp không vốt. Thằng Tài không vốt. Bình thường là ngỗng là vốt rất là nhanh luôn. Bấm cái anh vốt. Uống nước đi cả nhà ơi, uống nước đi cả nhà ơi. Uống nước đi. Không phải thành một cái phản xạ nhá, luôn mà thấy tôi uống nước là các bạn cùng nhau uống nước nhá. Khoa là ngỗng. Úi giời, mẹ mình sao cuộc đời xui rủi thế đéo nào, lúc đéo nào cũng ra gặp mày ấy nhỉ. Thế anh em mình là có duyên ấy, mày là gì đấy? Duyên anh ơi. Ồ, thằng đẹp rồi. Lỡ có ám sát tao anh. Thì anh em mình phải nói chuyện riêng, đi. Ui, anh đâu? Anh Boy, đây rồi. Đi. Không, thằng này tin được, thằng em cùng quê với anh. Đây, ra đây nói chuyện, đẹp. Em ơi. Ui, thế mày đi với anh là hợp lý đấy. Chèo mày kêu lên é là anh biết nhá. Vâng. Mày hiểu không? Không đi anh phí, hiểu không?
Em hiểu. Khoan đã. Hồi nãy người đi cuối cùng ra khỏi cái phòng đánh bài đó là anh Ben. Xong mà đi ra tới đây có bông minh chết. Lại anh Ben nữa. Từ. Thằng Dép nữa. Dép nãy mày chạy đi đường nào? Em chạy xuống thẳng dưới luôn. Em còn chạy qua. Em cũng chạy xuống dưới luôn. Đi xuống nhặt chuông mà. Em chạy em làm luôn. Em không chém được đâu. Đi em ra cái này. Này. Tao sẽ đi tìm. Tao đi tìm hot dog cho mày nha. Nhưng mà xác của mình là nghe cái bộ giáp hiệp sĩ ấy. Đúng. Thế thì chúng mày phải đi qua cái xác chứ. Như vậy. Em hiểu ý gì rồi chị Trang ơi. Không phải. Em thấy cái đèn nháy nháy. Đấy xong em mới tìm hot dog. Em cho con quả giật ăn. Em đi là đi từ đầu rồi nhá. Không lúc mà mọi người rung chuông là em xuống cái phòng gần cái chỗ hiến tế rồi. Không, làm điểm nhanh thế. Bắt mì rồi. Nhanh đến được. Anh không chạy, anh phải chạy anh mới thấy. Có em không thấy ai xuống. Em nhặt cái bát mì luôn. Làm sao mà chi tiết thế được. Thế chỉ có thằng Ben thôi. Nhưng mà chỉ có anh Ben thôi, có anh Ben đi. À, cái gì vậy? Không phải em. Mày là gì? Mày sẽ nhậu. Đấy, thế anh là gì? Em là ngóng ba gang. Rồi, đây, vote đi. Vote đi. Vote luôn. Vote cho em. Từ. Đấy nhá, em không. Tao biết gõng ma gang ai. Đúng rồi đấy. Từ là sao? Ông giờ. Đúng rồi đấy. Không ấy được đâu. Ông nói gì vậy? Từ từ. Đây là đa. Đang tìm bằng sắt chưa? Từ. Hay là nó đa đa? Ủa đa đa nhở? Không phải. Rồi xong. Ôi xong rồi. Đa đa. Đa đa nhở? Đa đa rồi. Mà xong game hả? Đa đa à? Nó tự tin lắm. À đúng rồi, nó vừa xếp bài xong. Là nhiệm vụ xong. Biết ngay. Trời ơi. Biết ngay mà. Hai chị Trang này. Nhưng mày bảo mày là ngỗng ma găng. Thì em là ngỗng ma găng được mà. Thì đó. À game. Không kịp suy nghĩ mày. Đấy. Mình phải bình tĩnh. Đấy em. Wow. Em chơi những cái role này em cao tơ những người dí em. Có ám sát mà. Wow. Rõ ràng là câu chuyện nó như vậy sao giờ. Thì người sao giờ? Ừ. Chắc là nó thành xác nó chạy qua em ạ. Mẹ nó. Đúng rồi. Không có khó bởi vì là random ra đa đa xong đấu anh ạ. Sự hy sinh của tôi là vô ích. Phát thằng cô béo. Đèn quá, em lại gặp đúng ông ấy trên đấy. Thế. Sao cái vừa xếp bài xong nó tí tưởng nó đi giết người à. Em là Dada. Dada. Sẵn sàng đè mọi người ơi. Em random ra Dada xong đấu với mọi người. Dân phòng. Không nghĩ ra chứ. Không, nó nghe phải phát hiện từ cái lúc mà làm nhiệm vụ ấy. Quá buồn. Chưa bao giờ làm nhiệm vụ cả. Thằng Huy là đặt bom à? Hay quá. Câu 2. Wow. Harry Bakai à? Mày trốn đi khoa ơi. Chồng vật trời. Tạt là nãy rồi. Em lại ghét. Ôi dồi ôi. Một năm. Kíp à? Chán đợt. Số 14 à. Ôi là đặc bom này. Cuối cùng cũng làm ngỗng mày rồi. Mày chứ gì mẹ. Thế quá được chơi đặc bom rồi. Gián điệp. Tàn hồn. Sao lại chọn gián điệp nhỉ? Sao lại chọn gián điệp nhỉ? Xong rồi nghĩ rất lâu nhá. À mình có ám sát. Không ám sát. Nghĩ lâu này chỉ có thể là chị mình. Trang thầy. Đúng rồi, Trang. Chị Trang là không quyết đoán được. Nhất mã tao mai em biết. Mày ơi, tao quyết đoán lắm, tao chọn phản luôn. Rồi đi. Ai lại biết lâu vậy? Phải tao. Chị che nhưng mã phách. Ta chơi gián điệp rồi mà. Ui, ít ngẫu nhiên như này thì phách kiểu béo gì nhờ. Cái rô này. Phân phòng. Canada. Bạn này không ám sát đúng không nhỉ? Thám tử số 6. Kỹ sư số 8. Kỹ sư đéo được. Thám tử dân phòng. Thám tử số 6. Dân phòng số 10. Từ số 6, dân phòng số 10. Fuck yeah. If you're happy and you know, clap your hand. Câu cá cái. Anh Moi là gì nhỉ? Ê, anh câu cá xong đã xong anh em mình nói chuyện với nhau nhá em Đạt nhá.
Lâu chắc đéo ai nhìn thấy đâu. Anh Boy ơi. Ơi. Anh tự nhìn bản thân mình trông anh rất giống một người đang làm việc xấu không? Ủa, anh đang lau cái đèn mà nhím. Trời ơi. Anh lau cái, anh kiểu định lau, định cái mặt bẫy xong rồi lên ngó xem. Không phải. Không phải nhím. Nghe anh giải thích. Của ai vào. Anh lau. Đúng đúng. Đúng đúng cũng đúng. Hành động của anh cũng đúng thật. Sống rất là không phải. Trộm lên nhá. Nhưng mà nhím ạ. Thế tự nhiên nha, còn đông người sống như thế, tự nhiên anh lau cái đèn thì có phải là đi về lộ vãi cứt không, đúng không? Anh lên ngó không, có ai không? Anh lau đèn là anh lau cái là xong luôn. Nhưng mà anh lên ngó xem có ai định vào không. Đâu. Không như em nghĩ không? Em có người đây, có người đây. Cái bộ óc suy luận của em nó đang đẩy số. Câu chuyện buồn cười với lì tư. Em nhá. Em Jim. Ok nha, em Jim nha. Ok nha, em Jim nha. What? Ôi, em bé đâu, đi con mày hả? Trời ơi. Mày mày bị lâu chưa, mày nốt lâu chưa? Em sao thành cức rồi. Đi con mày hả, mày cay thế nhở? Nó xuống tới ruột già rồi. Con thằng Tài, mẹ có thằng nào cứu cái? Trời ơi. Mày thằng Tài đeo chém mà được ngay quá luôn. Ôi, nó nuốt là thằng Tài đấy, là nó nuốt đủ ba ăn vịt đấy. Đít mẹ đó. Cay tế nhờ. Nghiện ơi, mày cho bọn tao một cơ hội được không Nghiện? Xin mày đấy. Để mày thằng Tài, nó đeo chém mà nè. Em đặt bơm ấy chứ. Ủa? Cái gì hả? Bắt gì hả? Chết tao bông mai. Holy fuck. Có tăng hình, có tăng hình, có tăng hình, có tăng hình, tăng hình, tăng hình, tăng hình đấy, có tăng hình, có tăng hình. Vừa chạy thôi, ai lại đứng như một chỗ chém đâu. Không phải Huy, không phải Huy. Có tăng hình, có tăng hình. Nhưng mà Văn Anh có Canada không? Em hỏi là Canada. Từ 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 từ. Ai là Canada? Cho em hỏi cho em. Ai trong này, ai trong người bom pin? Em. À, tôi. Anh Quang là Canada. Anh Quang là Canada. Anh Quang bảo em từ đầu game. Thế thì là tài. Đúng rồi. Mày bị điên à? Anh quả đấy là anh định report xác rồi. Anh Quang là Canada. Điên phụt xác anh report luôn. Anh spam rồi mà. Anh Quang là Canada. Mày thua gì anh? Đúng. Lẽ đúng đúng đúng. Đéo anh nhận Canada hết. Sao. Nói trong người. Oan thật đấy chứ. Trong người bộ nông hình như là có một con đặt bơm mọi người ạ. Nãy giờ không thấy bơm đâu. Anh Ben. Ben với lại ơi thế à? Ben với tao, Ben với tao, tao. Đúng không? Ben với tao, Ben với tao. Lại chỗ cũ nha. Thế là mình đang chỗ cũ là con Ben. Bơm không phải phải là bơm. Tại vì không có bơm nào cả. Phải tay. Chỗ cũ ơi, chỗ cũ, chỗ cũ. Not me. Đúng. Hợp lý, hợp lý. Chết à. Thế là anh Ben hoạt động. Thế thì là mày à Ben? Theo như những gì em thấy thì khả năng cao anh. Thế thì là thằng Ben, nhạc. Anh biết nó là gì, thì chắc chắn nó phải là thằng Ben. Đây. Mình có nên rung chuông mình ấy nó luôn không nhỉ nhạc nhỉ? Em không biết. Ờ. Thì người em bị ngứa anh đồ ơi. Ngứa là sao? Ủa? Chim bồ câu à? Quang ơi! Ủa? Sao? Quang ơi! Nhạc ơi! Từ từ, bình tĩnh lại đã. Lúc đấy là chỉ có 7 với Quang với Ben đứng ở đấy thôi. Ờ, đúng. Thì làm gì còn ai nữa? Thì có thằng Ben thôi. Đúng! Nữa. Lại thằng Ben! Không, mọi người ơi! Em mới thấy nhạc đi anh mời. Em sẽ bón chung với mọi người. Từ từ. Ali, bình tĩnh lại. Hay là tân nhân? Anh còn thấy mày chạy theo anh với nhạc thì làm sao rồi. Anh giết thằng nhạc được? Mày nghĩ lại đi, trời ơi. Sao nhạc chết rồi? Quay lại câu chuyện. Làm sao anh biết được? Tập trung một câu chuyện thôi. Tại vì nhạc chuyện đang đứng giữa em với lại Quang. Này, này tao đứng xa cái xác lắm nha. Ờ nhưng mà kiểu nhạc chết tình nhân rồi. Ờ chắc nhạc tình nhân ấy chết lạ lắm, kiểu như kiểu bị giết từ xa vậy. Ừ.
Thế thì quay lại vụ anh Ben đi. Liên quan cái tới vụ tao. Mọi người đang bảo anh Ben. Từ anh hỏi. Nãy giờ có quả bom nào chưa? Nãy giờ có quả bom nào chưa? Chưa. Anh ạ. Chưa. Khoan đã. Không phải nhạc. Huy Huy. Thế là đang chết. Ừ, nhạc ở đâu ấy? Tình nhân. Huy là tình nhân. Ừ. Thế là tình nhân. Nhạc ở đâu ấy? Nhạc tình hơn như Huy. Ừ. Ben là gì? Nãy nhạc đi ai? Quay lại vụ của Ali thì sao? Đấy là vụ Ali đấy. Huy Huy là mới spawn ra. Thế thì trong khi nhạc bị chết là Huy Huy với nhạc chết theo đấy. Ôi Ben vẫn không nói Ben là gì. Ủa chứ có hỏi đâu. Thế là anh độ xong rồi đến lúc đấy. Tao hỏi Ben là gì đó. Em à. Em có nghe đâu. Thế mày là gì? Em thấy thế. Em à, không như em nghĩ đâu. Ra chỗ cũ, ra chỗ. Không biết là ai cầm bom cả. Nhưng mà bây giờ mọi người xong phát này, mọi người vote thằng Ben đi. Có thể thằng Ben là kẻ lập bom. Tao cầm bom. Tao đứng ở nguyên của chỗ lại. Nghe thấy thằng Ben gọi. Lúc đấy anh Bảy đứng ở trên. Xong rồi tôi xong anh Quang đứng bên trái. Đây nha, anh mau vừa chạy lên thì có bom luôn. Anh mau vừa chạy lên có bom luôn. Bây giờ bạn là anh là kẻ đeo bám. Thằng Ben nó vừa nhận là kẻ đeo bám. Thì nó là thằng đặt bom chắc rồi, không ai khác luôn. Sao Quang là Canada, Quang cũng kẻ đeo bám nữa. Sao lại đa đa? Quang là anh Quang kia. Quang kia. Quang kia là Canada. Tôi là kẻ đeo bám này. Lúc đầu tôi đeo bám theo anh Độ này. Sau anh Độ bị thằng bông pin nuốt. Sau tôi mới bảo họ mời ra gọi giết. Thế thì anh là bơm chắc luôn. Trời ơi. Tao đang cầm bom hay sao ấy? Vote Ben đi chứ. Trời ơi. Không phải em. Thế đúng anh bên phách hay không ấy? Cái lúc đấy anh Quang, anh đứng ở bên trái này, anh Bảy đứng ở trên. Có mỗi anh Độ, anh Ben đứng ở bên phải em mà em có bom. Rồi xong, rồi xong. Nếu mà tao cuộc sống là nghiệt ngã quá. Ủa vút ai đấy ạ? Vút Ben. Thì được bố em bồ, em phát. Em nữa mà. Dạ đi. Khôn, khôn. Cho cũ, cho cũ. Nhưng mà... Cái bơm. Cái bơm lên cầm đấy. Mình cầm nhỉ? Trời ơi, không có ai cả. Ai đó cứu tôi mấy. Cứu, 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 cứu mấy, cứu mấy, cứu mấy. Ai đó cứu mấy. Ôi! Con mẹ cuộc đời. Ui, chú mày ơi. Tao vẫn còn sống chú mày ơi. Thế anh đưa bom cho ai à? Đây, đây, về đây, về đây. Trân trọng giới thiệu chú mày, về đây. Giới thiệu với chúng mày, đây là Tùng, đệ tử xuất sắc nhất của tao. Đen. Ôi, ôi, anh Độ chiến đúng không? Đúng, tao nhìn thấy. Anh ơi, từ, anh xin lỗi cả nhà nhá, anh xin lỗi cả nhà. Không, anh là dân phòng, anh bấm nhầm. Anh xin lỗi. Hả? Anh là dân phòng, anh bấm nhầm em ạ. Cái gì cơ? Không. Dân phòng. Sao chị Trang? Sao tình hình như nào? Là tao thấy anh Độ chém cái xác đấy. Anh chém thật nhưng mà chém anh Bảy. Anh chém thật. Không được, thế thì sao lại chém Bảy? Sao anh lại chém Bảy? Anh là dân phòng, lúc đấy là đây anh để anh tả câu chuyện là thằng Tùng Béo bị nổ bom xong cả lũ ông đứng đấy cười, thế là anh vả nhầm vào nút cách, anh là dân phòng. Trời ơi. Thôi, vote anh Độ đi chị Miu ơi. Ô kìa. Không để việc không. Vả nhầm được, tại sao lại vả nhầm nhở? Trời ơi, có ai nhận dân không, phòng ở đây đâu, anh là dân phòng thật. Trời ơi. Từ từ em bảo đã, bình thường nếu mà anh ở dân phòng hay là cảnh sát trưởng anh hăng hái lắm, anh kiểu... Đố. Đi. Với lại sẽ hỏi chứ... Miu ơi, nãy giờ anh có gặp mọi người đâu, trời ơi. Nãy giờ toàn tình huống ối rồi ơi. Em không tin anh Độ. Lúc đấy
anh đứng bo với mọi người xong em chạy lên đấy. Là sao? Em thấy là với một người có tuổi nghề lâu năm như em chỉ thấy anh Độ mỗi một lần thôi. Thôi Nhiếm, câu chuyện đấy bỏ qua đi Nhiếm. Cuối cùng. Vô đánh Độ đây, vô đánh Độ đây, vô đánh Độ. Ủa? Anh đi với Giạc. Giạc chết rồi. Tôi không tin là đó. Độ tình nhân rồi thề. Không phải. Tình phạm. Nhìn về, mai nhìn về xem lại cảnh đấy buồn cười lắm Nhiếm ạ. Là tao biết tao cười. Tao bảo mai mày xem lại clip đoạn đấy buồn cười lắm. Ôi giời ơi. Mẹ cái bàn phím. Phải thay nhờ. Anh Độ cũng là vịt ạ. Mẹ cái bàn phím. Đỉnh cao thật. Ôi giời ơi. Đổ giết em luôn rồi thầy. Là anh mới cứu hả mà anh Độ anh gãi cho mình. Em biết ngay mà làm gì có ai lau đèn mày ngó trước ngó sau thế. Không phải tin được. Sợ người đến mà đi chứ. Mở mắt ra ăn quả bom vào mồm. Màu phát. Lâu đen sạch quá. Tình nhân thật ạ. Sao anh Độ vẫn sống vậy? Anh Độ cả bom à? Thế quá, tao đang vừa chạy, tao vừa đi vừa hoảng hốt thì tao gặp đệ tử xuất sắc nhất của tao đi đến. Ui dồi ôi, đệ tử gì mà đần thế. Nhưng mà quả anh chết cho bản thân em là anh ẩn nhầm thật à? Anh ẩn nhầm thật mà, trời ơi, đang ngồi cười, vẩy mẹ em nút cách ạ. Sao? Mà nó gì? Mà nó là con vật. Bao nhiêu người ở đấy? Làm sao anh giết quả non để được em? Anh ấy giống anh. Anh đúng số 1 đấy. Thì mà buồn cười là Tùng béo quá. Đó là nghe. Ủa anh đâu cầm bơm đấy mà không chết nhờ. Đây hay mọi người, tất cả mọi người chọn ngẫu nhiên đi. Không được. Chị chọn đấy. Để chị bắn hết à. Chị chọn đấy. Nhưng mà chị chọn mình đi. Chị chọn đấy mình đấy. Chị chọn đấy. Em chọn đấy. Ui ôi. Chọn đấy. Chị rồi ôi. Tắt máu thật. Đấy chị mừng đấy, chị chọn đấy. Tao lại đéo chọn. Nghĩ lâu thế, đâu? Chọn con vịt đấy, trời ơi. Ủa cháu đấy. Ui đặt bom rồi. Lại đặt bom hoài. Không. Đặt bom đâu. Tấn. Bom này thằng Huy Huế rồi. Ơ còn chim bưng thì có bồ nông không mọi người nhỉ? Không. Ở còn chim bưng có kền kền đúng không? Kền. Kền kền kìa. Kền kền là con ăn xác à? Kền kền bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì thôi đấy. Bảo vệ cái làng này. Hả? Sao kền kền lại liên quan thời tiết đấy? Có chứ. Ngày xưa mày không đi học à? Em có. Đi học với bài đấy à? Chị cao bằng dạy thế đấy. À. Tạo không được. Ở quê em người ta dạy là Đại Bàng anh ạ. À. Thái Bình cũng thú vị nhỉ? Tôm nó còn biết bay mà anh. Đạt là gì nhỉ? Oh my god. Tình mò và tinh linh. Không hỏi ván này cơ. Cuối lại còn là thám tử nữa cơ. À dân phòng nữa cơ. Không có ám sát đúng không nhỉ? Uầy. Tại sao lúc nãy mày lại dí tao hả Ben? Đừng cùng anh ơi. Không thể tin được mày. Em với anh. Em với anh ở đây thôi. Anh là gì đấy? Đấy xuống đấy. Đấy xuống đấy. Để em đập chuột ra. Đập đi. Ôi đéo có ai đâu. Mày là gì đấy? Em là Bullet Officer. Wow. Ui, thế mày đi với anh là hợp lý. Về. Anh bảo. Anh đã, mọi người cần em nữa. Mày là gì? Không. Anh Mai. Cho em hỏi anh Mai là nữa, anh Mai là gì nhỉ? Em à? Anh hỏi em trước em là gì nhỉ? Bọn anh là có chức có quyền đấy nhá. Ra đây. Em ở đây cũng có chức có quyền đấy nhá. Ủa thế à? Mày nói đi, mày là gì? Em không đùa với anh như bắn trước đâu nha. Ok, mày nói với mẹ mày luôn đi, mày là gì? Em là... Ở đây có 5 người phải không ấy nhỉ? Cũng 4 người rồi đấy. Nói được. Toàn này. Anh confirm cho em nói được nhá. Ok, toàn anh em xương máu của anh hết đấy. Ok. Có anh chẳng thấy nhiều nữa, ok. Hey. Anh vừa đến. Mày đi ra ngoài đi, để bọn anh nói chuyện, bọn anh đang điều tra vụ án. Ok hả? Ôi, bấm nhầm. Bấm nhầm hả mọi người, không có gì cả.
Mày à, mày thế. Tao đang họp căng thẳng. Bọn tao sắp tìm ra con vịt đầu tiên rồi. Sao lại? Sao lại bấm nhầm nữa? Đang ở đâu vậy? Ừ, sao bảy. Làm đéo có chuyện bấm nhầm được nhỉ? Anh nghĩ là anh bảy cố ý bấm nhầm. Đúng rồi. Thằng bấm nhầm. Bấm nhầm. Anh bảy là Dada. Không. Đây tao nói, để tao nói. Với kinh nghiệm làm gián điệp của tao ấy thì chắc chắn là thằng 7 nó sẽ bấm nhầm, sau đấy hôm nay sẽ có một người chỉ bị một vote thôi để lộ role. Thì đúng, nó sẽ fake role. Nó sẽ biết người đấy là ai đúng không? Đúng. Mù đang đi với anh mà. Thì đó, anh vừa bảo anh bấm nhầm mà. Nó không, sẽ chọn một người để nó vote rồi. Này, chúng mày xem này. Sẽ có một người bị một vote. Em vote em check đồ lên cái tôi nhạc thôi. Ủa thằng Phát nó vote, Phát vote. Phát nó không vote được. Ôi nó check tao luôn ạ, vãi cả cứt. Nó check anh kìa. Mọi người vote anh 7 rồi. Ủa. Thế là 7 thật rồi. Thế là nó thật rồi. Tao làm vote tao vãi. Đúng rồi nha. Ôi, không tin ai hết, không tin ai hết. Anh làm gì lộ không? Đây, Ali, đi. Anh bên trên này anh ơi, anh bên ở cái phòng vuông chuông. Em có thể điều tra xét. Thầy đang dưới. Đấy, em đông vậy. Đi. Đi, em bên đây. Em bên là gì? Đi đâu? Đi. Hả? Là gì? Lại mày! Không nhớ! Đồng thế? Sao đồng thế? Đồng vậy! Thật! Rồi! Đạt! Mày ra đây! Thầy! Đi đây! Quên qua nhiệm vụ rồi! Anh đây! Trong lúc hoảng loạn, có một tiếng bơm. Xong bỗng bất ngờ, em Đạt lao vô chém âm mơ. Là sao nhỉ? Thầy mọi người em giải thích, Không, em là văn phòng. Mà tự nhiên các em gặp chiếc bơm, em bấm phím bắt đây để giao bơm mà sao tôi chém Ấn Độ mất. Bấm e trời mà. Ui dồi. Mày... Mà em là gì? Mày là gì? Biết rồi, cái này hiểu được. Em chém thì em là gì? Em là văn phòng, em là văn phòng. Thầy. Anh nó được vịt, nó chém nhầm nhỉ? Đéo tin được. Này đầu game mà là mày gặp thì... Anh Độ xong mày chưa kịp làm gì bây giờ không, mày chém anh Độ. Em còn xuống em gặp anh Ben em còn mà trời em bấm nhầm. Ôi chết ấn nhầm anh Huy rồi. Thằng Đét là gián điệp rồi. Em bỏ ra luôn được chứ. Thì gián điệp nào mà ấn nhầm nó còn la làng nữa chứ. Em còn tự nói rồi anh Huy. Nhưng mà sao quả đấy thằng Bảy lại trời đất. Không phải em, ai ấy. Thì bây giờ em làm gì rõ ràng đó là em rồi. Ván một xong mày rung nhầm. Em rung nhầm rồi để lại trừ thôi. Là em mới giải thích được. Ủa xong rồi đến trách nhạc. Đã em biết nào là vật rồi. Em biết nào là vật rồi. Vật nhạc đó nè. Mẹ à, vừa gián điệp quá vậy. Mẹ à, xong giờ xuống âm ti chơi một mình ạ. Thề buồn thực sự. À đây, sắp có đồng đội rồi. Bùm. Người đó là ai? Ai? Người đó là ai? Ai đấy? Alo. Ôi, Huy à? Tao sao biết được tao là thám tử mà, trời ơi. Trời ơi. Em vừa spawn vào cái bị chính cái bom luôn. Thật là buồn. Lại bom rồi. Yên tâm, mình sắp có bạn để nói chuyện rồi Huy ạ. Đừng buồn, đi làm nhiệm vụ đi. Trời, anh chết oan uổng quá. Hình như nó là dung phòng thật anh ạ. Mày à, đéo hiểu thề. Tao nhiều thông tin vào đấy. Tao vừa là buồn. Vừa là thám tử, xong tao lại vừa số 15 nữa. Xong thằng cuối cùng lại chọn dân phòng nữa. Thế tao lọc ra được mẹ ba rôn liền. Ui. Trời ơi, chưa kịp làm gì ạ. À. Bắt ngay được. Em Đạt. Kém chị Ali ngọt mới lùi. Vẫn còn dao hả Đạt? Cái gì nữa trời? Em đứng im đó từ nãy giờ rồi. Tại liền em... nhiều dao thế. Em đứng im ở đó từ nãy giờ luôn, em đợi bơm mà. Không, thằng Đép chém nhầm Canada rồi. Em là văn phòng,
Chứ lại xếp nhầm Canada anh biết làm sao ấy. Đây nhá, tao kể cho mày. Nó post xác mà. Mày chém chị Ali, xong mày chạy lên. Mày tưởng là mày chạy không, được. Không, em đi lên từ đầu nhưng mà. Nhưng không ngờ gặp phải thằng Liều. Tao chạy lên, tao xếp thấy mày. Nhưng mà với mày còn xem không? Em là dân phòng, em là dân phòng. Thề. Nhưng mà với mày còn xem không? Không, em đi lên mà. Lúc đầu nãy em là em bị chế bơm xong em chém. Em cuốn em bấm nút dạy cái chém anh đổ mà. Đéo tin được, đéo tin mày được. Ừ, nhưng mày là gì? Em là văn phòng kìa. Em nói từ đầu mà. Tại vì anh Quang hiểu, tức là em đang chạy ấy, tự nhiên thấy cái màn hình em đỏ lên em biết người chết mẹ rồi. Mày là văn phòng. Không ai nhận nhưng không ai nhận. Em đen ơi. Em hiểu anh. Thằng đép thì lấy git. Hiểu gì? Không. Lấy git đép luôn. Thế thì em hiểu rồi anh ơi. Anh biết ai đi. Thằng này gián điệp, nó giết anh Độ là dân phòng, nó nhận dân phòng. À đúng đúng đúng. Giết nó đi anh ơi. Em hiểu rồi. Đúng. Đúng đúng đúng. Nhất thế. Không thể tự nhiên nó tự nhiên lao vào chém anh Độ như thế được. Nó không bấm nhầm như không, thế được. Em cuốn, em cuốn. Cuốn, cuốn, cuốn. Uầy, thằng này mà là dân phòng mà tôi hỏi hai câu là ra luôn đấy. Có một bớt vào mặt anh Độ thôi, tao vẫn trời nhớ. Ơi. Tao đang check Ben kìa. Tức khi đúng ấy nhở. Trời ơi, đã bị bom nổ xong rồi lại còn bị. Anh Boy, có phải dân phòng không? Anh Boy, em sorry anh Boy. Anh Boy ơi. Mày mày dân phòng phòng thật hay là dân phòng fake đấy? Như thật. Em nhận phòng thật. Em nhận phòng thật. Tự nhiên thấy bơm em cứ nghĩ là truyền bơm là nút dài. Là mày số 16 á? Đúng rồi, em số 16. Số 16 là mày còn thấy luôn gì? Em không nhớ nữa. Còn cái em không nhớ rõ nữa. Ảo thật đấy. Em sorry anh đâu thế. Ủa lại sắp có bạn rồi đấy. Bom bom bom. Đấy, bố đi bố đi bố đi bố đi. Ủa nhạc ăn sách kìa. Ủa cái nhạc ăn sách kìa. Tiếng luôn mà. Trời ơi. Ta là giật à? Thằng nhạc là buồn ông à? À nó là kền ạ, phải cả cứt. Cái địt mà ảo thế. Ui ăn bên trắng luôn rồi. Ảo thế nhờ. Nhạc lại bú vội. Đúng quá không bú được, đói lắm rồi. À quả vodka, quả vodka. Hết bom rồi, hết bom rồi, hết bom rồi, hết bom rồi. Bé mày nãy nghi rồi. Hả? À, còn ai nghi ai nữa, nghi ai anh xin luôn này. Còn thằng Nhiếm thôi. Nhiếm chết rồi, Nhiếm anh xin rồi. Nhiếm chết rồi, Nhiếm chết rồi. Nhiếm này anh bé giết luôn rồi. Mà. Thế thì... Còn những ai nhỉ? Còn những ai ta? Ê, em thấy mỗi Phát với cả bông Minh đi lẻ nữa. Em chạy ở dưới. Ê, Phát ở đây này, bên trái ở đây này. Phát. Không phải anh Phát đâu, mày là gì Phát? Tao vừa nổi tiếng. Ui, bú 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 đi bú đi bú đi bú 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 bú. Ui dồi, mẹ nhạc bú được mẹ 4-5 cái đấy nhờ. Đương, mày là gì, mày là gì? Còn chị Trang nữa còn này. Là ai nhỉ? Còn chị Trang nữa này, Trang tới bây giờ mới gặp lại. Chị Trang này, chị Trang này. Chị Trang đi tình nhân nữa ở Bông Min. Bé ơi. Chị Trang vào. Đấy rồi nhạc đi mình. Trang lên ghét, Trang lên ghét, Trang lên ghét. Lên ghét, lên ghét. Còn mỗi nhạc thôi, còn mỗi nhạc thôi. Còn mỗi nhạc thôi, đấy rồi nhạc đi mình thôi. Này em bảo, cái đoạn này lúc em đi tìm bố thì có mỗi nhạc đi đoạn này thôi. Tao thấy thằng nhạc chạy xuống đường này này. Đâu, đâu, đâu. Nhạc đây nè. Tao thấy đó. Chết đi. Mẹ em trời đói thế. Đúng. 10 điểm cảnh sát trường. Ủa nhưng mà sau nãy anh Quang lại bảo đấy là xác con vịt à? Em cảnh sát trường. Thì bên cảnh sát trường bên chém mà. Anh chém mà.
Anh chém ốt, anh chém anh vodka quang à? Ừ. Mày không có mặt ở đấy làm sao mày biết được? Ơ thế sao lại chém anh Nhạc à? Ấy, bụt lên Nhạc chết đồ khoảng trầm ấy. Đi một mình. À. Ủa thế thì còn cái con gì nữa nhờ? Ra bài bật rồi. Mọi người ơi. Hai người báo thù này. Còn anh có thể chém phe thứ ba được mà anh Ben? Không, còn tình nhân thứ ba. Ồ tình nhân cũng là tình phe thứ ba. Một người. Vâng. Không không không, có ba phe thứ ba cơ. Tình nhân nó có thể là ngỗng, hai con ngỗng mà. Này, anh chém mấy xác rồi, anh chém mấy xác rồi. Nếu mà anh chém mà nhím này, anh quay vodka này, Nhạc này. Đấy, mới có ba người. Chém đúng hết á, chém đúng hết luôn á. Đúng. Chưa thế mới ảo chứ lại không chém chúng mà chém không từ từ chém chúng Dada cũng chết này Dada là cũng được này chúng đông cũng được này tức là anh có thể chém được 6 người này. À chi bầu câu cũng được hay sao em nghĩ là đúng em nghĩ là nếu mà thế thì còn một phe thôi thì hoặc là tình nhân hoặc là gì đấy thì mình đi làm nhiệm vụ là xong đấy đúng đúng kệ đúng, tình đúng nhân rồi. Đi không vốt là được tình nhân đâu có chức năng giết đâu mà tình miễn nhân là hết đâu giết người rồi là được miễn là hết đâu giết người rồi là được không giết. Em nghĩ là nếu mà tình nhân mà cảnh sát trưởng thì hơi ảo đấy. Bỏ qua đúng. Đi. Nhưng mà nãy thằng không, tình nhân là ngông thường. À đấy, phát vút được rồi. Tình nhân nó sẽ là ngông thường mày hiểu không? Nhưng mà nó sẽ là ngông thường với là một con ngông khác. Yes. Đúng rồi, một là ngông ngông hai. Vẫn còn người chết kia, vẫn còn gián điệp chết kia. The fuck. Bé đã chết rồi. Mày điên là tao. Mày. Kiểu chém vịt cũng được mà chém người cũng được. Ừ. Chuẩn đấy nhở? Không biết được. Xong bây giờ đéo xong cơ. Nếu mà chém xong hết rồi thì phải xong chứ. Ừ. Mấy anh em là rôn gì đấy? Vãi cả vẫn người nổi tiếng. À, mấy thằng dưới âm ty này có thằng nào nhận là bốn ông không nhỉ? Thế là đéo có. Bồ đông chưa chết. Ủa, có kênh kền đâu có bụng nông đâu. À ừ đúng. Không nhà kênh kền thôi, hém có bụng nông đâu. Chim mừng hoặc là vật đó nè. Trời ơi, không ai để anh Ben hết. Giết ba người mà không người nào cũng chết thì phải có nghi vấn chứ nhở. Chuẩn bị. Con làm nhiệm vụ văn. Nó vẫn đông. Thế chị là kỹ sư rồi. Là vì tư tưởng sao? Thế mà chưa biết rồi tư tưởng chán lâu rồi. Giả sử nhá, nếu mà bồ câu nhá thì anh Ben chém đéo chết đâu. Đúng không? Ừ. Là sao? Nhưng mà chị Trang tin được. Chị Trang tin nhưng được. Nhưng mà lỡ chị Trang nói dối sao? Bây giờ giờ bảo nhá, bây giờ nếu mà chị sao Trang giống hai con tình nhân nhỉ? Thề. Không. Mày điên à, đéo tình nhân được cảnh sát trưởng. Tình nhân là phải với ngỗng thường thôi. Tao đã bảo bây giờ nhá. Bây giờ nếu mà chị Trang nhận kỹ sư ấy thì mình không nên chém. Mà chị Trang nhận bồ câu thì mình cứ chém thôi. Không, chị Trang không nhận bồ câu thì tao đoán thôi. Bởi vì nãy chị Trang có hỏi là hết nói rồi hay chị là còn chưa? Bồ câu nên chưa win. Đấy. Thì tao đoán đấy thôi chứ có thể chị là kỹ sư. Ôi, mà. Tính là chị Trang chơi lâu rồi mà chị Trang không biết là còn bồ câu làm sao mà win được. Nhặt chú. Chua là sao nhỉ? Rồi, chua ở đâu? À? Ô. Rồi lúc nếu có chuông thua luôn. Ảo sao đá. Đâu? Chưa chuông vốt mà, đúng không? Mời mời! Thằng Tài Kỳ chiếc hàng phát rồi! Ê, em thấy Tài đâu? Không phải em! Đúng không? Em thấy em đẹp! Thế thì là tài. Nhưng mà không vô chuột được. Hồi nãy mày có thấy gì không? Thằng Tùng béo là người nổi tiếng cái gì? À không, cái đây nó nói rồi. Vớt nó đi anh ơi, còn không có sự lựa chọn. Nhưng mà nói cái gì? Mày điên là nó hiện lên mà. Nhưng mà rip mà không vô được sai. Để không vô được sai anh Ben ơi. Thằng Tài. Không vô là thua. Nói chung là phải vô. Thế. Tài hoặc anh Ben thôi. No no. Tự nhiên đổ cho em không hiểu luôn. Không mày là cái chắc kiểu deep quá. Cái chắc kiểu không tin em à. Là những nào hết đấy. Tài cuối rồi. Không phải em. Bằng Ben thôi, Tài hoặc Ben thôi. Bằng Ben, bằng Nghi là chim bông. Thôi bây giờ vô Tài trước xong rồi. Ủa, thì sao ông Tài thì chết qua vodka. Ừ. Nhưng mà không, Nghi hết lựa chọn rồi Tài ạ. Mày phải chết thôi.
tăng ngu à. Ô. Thế là thằng Ben à? Ô. Thằng lột tài thì với tao. Tao chỉ mừng mà. À ừ. Thế cái gì à? Ủa thế thằng Ben là gì? Thằng Ben đéo phải là cảnh sát trưởng. Khó thế. Anh Ben có thật là cảnh sát trưởng đấy. Với mày luôn ấy, tao là cảnh sát trưởng. Anh Quang ơi, em nghĩ là tầm đấy thấy chưa, tao chưa dí ai hết, tao chưa dí ai hết. Chị Miu ơi, chị Miu ơi. Thế đúng rồi. Thế đúng rồi, anh Ben nói trong này đúng rồi. Tao chưa dí ai hết nha. Là chị Mưng rồi. Trời ơi, tao là cảnh sát trưởng mà. Chém chuẩn thế được, địt vô lý vãi lình thề. Vô lý. Ok. Bọn em nghi anh từ lúc nãy rồi. Thôi. Chịu rồi, nếu mà vote anh là thua đó nhá. Anh nói trước rồi nhá, anh là cảnh sát trưởng, anh nhận từ đầu. Chị ơi, Pháp Y. Thì anh phải chứng minh đi, anh phải bây giờ anh phải chứng minh đi, anh chém anh Quang hoặc Dep đi. Ok, thế bây giờ phải cho anh xong chứ. Thế thì anh phải đi cùng này. Chém đứa thua rồi. Tập trung, tập trung anh rồi. Anh biết chém ai rồi, anh biết chém ai rồi, anh biết chém ai rồi, anh biết chém ai rồi. Thế nào tập trung vòng thí nghiệm nha, tập trung vòng thí nghiệm, tập trung vòng thí nghiệm. Vote đi Bông Min ơi, để chém nữa là thua. Em không phải vịt. Vote đi. Vote đi. Mẹ, chị ta bỏ quả đấy. Chị bỏ qua, chị nghe ông bên tôi chết, chị bỏ qua. Thằng Bông Mai ôi nó ôi bắt ôi. Làm không, gì? Không, lúc này thằng Bông Mai nó bắt cảnh sát trưởng thì vãi cả biểu. Trời ơi. Trời ơi. Cái lạnh lồn, lạnh lồn. Này thì điên rồi. Quá điên hết rồi. Quá, anh mới là người giết rồi. Có tình nhân đúng không? Em không tin được anh Ben à. Chứ ai giết vậy? Đây cái, anh không biết đâu. Đó mà. Ôi, thế giờ Bông Mai chị Miu, điện ông ấy xuống suối đi. Chị Miu ơi, không phải Bông Mai đâu mà chém chết chị Miu từ mấy kiếp rồi. Không phải Bông Mai rồi, Dep ạ. Thế anh Quang là gì ạ? Pháp Y. Thằng Dep là gì? Em người báo thù, trời Quang ơi. Quang là số bao nhiêu? Pháp Y thế anh khám, anh khám xác, lúc anh khám anh vốt cả Quang ra gì? Sao lại phán Quang? Đó là vịt mà. Nhưng mà anh Pháp Y tại sao anh không khám hai cái xác anh Quang với cả của trời anh Nhạc ơi, anh xác của anh Quang là từ Nhạc, anh có biết xác của Nhạc lúc nào đâu. Anh biết mỗi xác của Quang ở đấy thôi mà. Vô anh Quang anh, chị ơi, xác anh Nhạc ở ngay đấy. What the fuck? Sao lại xác Nhạc ngay đấy, cạnh anh Quang luôn đấy? Lúc đấy chém hai người, anh Quang chém hai người. Trời ơi. Thế này anh có khám được cái xác nào không ạ? Vô đi, vô đi, vô đi. Không, làm không có xác nào mà khám Dep. Đi với anh từ đấy giờ. Ủa nhưng mà lúc đầu là chết ở cái bên trên ấy, cái chỗ đấy anh có khám xác của anh vốt vốt ra Quang không? Có. Cái xác mà là vịt gì ạ? À? Anh ấy là vịt gì ạ? À? Ủa làm gì có hiện ra vịt gì đâu? What the hell? Ồ kìa, anh hiện cả rôn người ta lên mà. Không hiện. Sao lại không hiện? Lọc rồi. Vẫn còn check kìa Bông Mai. Check hay là nó chắc là check đấy chị ạ. Phá cái biểu thật. Trời ơi, đủ thế. Đặt bom bạn ơi, đặt bom. Tôi quên rôn của bạn thì tôi quên. Trời ơi. Rồi ạ. Anh nói đùa đấy Quang mà. Quang ra. Quang ra. Cái sao bom em không được đâu. Mày thôi dí lên tin được không Dep? Mấy mà thằng Bông Mai là mình người ta từ đầu. Không phải loại trừ anh Ben à. Em bị ghi từ đấy. Lúc đấy anh Quang là... Không phải loại trừ. Nhưng anh chém được ấy. Tao dí trước mặt mọi người luôn mà. Không thì bọn em nghi anh chim bưng rồi, chim bưng. Thì vốt nhầm nốt. Ờ, à, bạc cuối ông nghỉ đi chưa? Bạc cuối nghỉ đi. Yeah. Mẹ Ben chuyện là chém áp vậy. Phát thì bỏ qua em. Ê, anh Ben chém em quả điêu vai. Ê, bị đang nghi rồi. Má chém nhím xong chém anh luôn mà. Chém kiểu no reform man. Ủa, thằng đang đặt bom. Ai, mọi người không tin em. Anh Quang lụ rồi, anh Quang đặt bom rồi. Sao tao lại không tin mày, mày có nói cái gì đâu. Anh Ben mà không chém em không chém. Em nói là trang phòng, chị Giang không tin em. Mọi người ơi, thôi mọi người giờ tin em đặt đi nhá. Đặt buồn nữa, đặt mới. Nói ăn cơm gì được nhờ, ủa. Ôi rồi ôi cái lồn má. Tuyệt vời đấy chứ. Cái đầu. Đặt lại ghét đâu ngoài để tin này. Em đặt lại ghét, em đặt lại ghét, em đặt số 17. Silent. Sao tao thấy giọng mày không thể tin được nhờ đặt nhờ. Ủa ôi số 2 lấy mẹ em 4 ông rồi. Đâu em còn chưa được chọn nữa nè. Vịt mạnh vậy. Ôi, không có đặt bơm rồi, mày thế. Ôi, uống nước mọi người, uống nước. Ôi, nhắc mọi người uống nước. À, uống nước, uống nước, uống nước, uống nước. Uống nước, cả nhà ơi, uống nước.
em không uống nước, em uống trà xanh matcha được không ạ? Không được, mời cái trà xanh tránh ra. Thế thì em pha nước vào trà xanh matcha để uống. À, hôm mai ăn cơm ấy, biết luôn. Cơm gì ạ? Cơm thịt chân giò. Đâu, vợ em vừa pha cho em cốc trà xanh matcha anh không ạ? Ủa hôm nay có ai ăn cơm thịt xào hành tây không nhỉ? Hồi nách lắm em. Mày lại ăn tiếp. Vâng. Thế thôi tao gọi suất ăn cùng vậy, hồi nách chung cho vui. Ơ nhưng mà anh ơi, mai anh đi gặp khách ấy. Yên tâm em ơi. Lăn nách cả xong anh ơi, trời ơi. Mình phải để lại một cái gì đấy để cho người ta ấn tượng cho em. Thế thì quá rắm anh à, quá rắm là ấn tượng đấy. Em nữa. Thế chị ấn tượng. Ui, mẹ em đồng nghiệp à? À? Ôi, tiện, thở tiện. Hello. Cái gì? Em là đúng không? Ừ. Mẹ mày đa đa cắm mắt lắm nhưng con mẹ. Đây chuyện nhiều chuyện à, nhiều chuyện. Ê, bí mật đây. Anh Moi ơi, em thấy có người chui vô đây. Ủa? 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 Từ đợi tao đi. À, nuốt người hả? Đổ nuốt người! Anh đổ nuốt người! Anh đổ nuốt người! Trời ơi! Mày ngu vừa vừa thôi bố! Không phải! Súng! Ok. Lady and gentlemen, tôi là kẻ gình bò, tôi đứng tôi gình thằng đép một lúc, tôi thấy anh Độ Messi đi xuống, xong cái tôi giả bộ tôi đi, xong tôi quay lại, tôi bật cái kính lên, thấy anh Độ nuốt thằng đép. Thế mày đi bỏ cái gì vậy? Trời ơi, thêm không đợi, em cũng có một thông tin. Độ. Ừ. Không, bây giờ không đúng rồi, bị nuốt tiếp rồi sao? Đi ở Độ cái bên rồi. Đi chém được mà, chém. Đi bà bố em nào, mày đi khám mắt đi bố. Anh nói thật đấy. Sao đép nó chết này? Nhưng mà hôm nào mày đi khám mắt đi bố. Nhưng mà thế thì anh Độ là vì tôi anh Độ có thể là sát thủ chém kiểu không thấy xác ấy. Cho làm đéo có cái câu chuyện sát thủ chém không thấy xác. Ở bên cạnh đó thì em thám tử ra Ali mặt đỏ nhá. À, bố quá đà. Bố bố con bố Ali. Rồi bố Ali đi. Rồi, biết nói gì vậy? Không phải anh. Anh hứa với cả chúng mày luôn. Ai là cảnh sát trưởng có thể ra check anh luôn này. Hai người cùng chết cho vui này. Để anh nuốt chứ gì? Không phải. Nghe cái mồm nó. Cảnh sát trưởng đâu nhở? Em là cảnh sát trưởng đó, em cảnh sát. Anh đứng lại. Em dù anh lên. Đi. Ở đâu vậy? Anh Độ. Ủa? Ô. Em thề luôn, có người giết, xong rồi em báo xác, em là kẻ báo thù, em đi qua tự nhiên em thấy hiện cái em có thể giết người lên mà anh Độ vừa lướt qua. Anh Độ chắc chắn là sát thủ, professional, cầm khẩu lục, silent. Không ơi, phải là bùn ông. Bình tĩnh lại, nghiện. Thằng nào vừa chạy cùng mày nhờ, à thằng Bô. Tao nhìn thằng Bô giết mà nghiện. Thế tại sao anh em bảo em là cảnh sát trưởng anh không đứng lại cho em chém? Anh bảo đấy mà. Mày có thể tránh thằng Bô ra, tao mày đứng lại ngay. Tại sao mày lướt em? Bắt ở đây. Hay để anh giết em? Không, anh Độ rồi. Bắt đầu đây. Rõ ràng là anh Độ Messi chém rồi.
Có như thế rồi còn gì. Thôi đi anh nhờ. Tôi cũng thấy. Đi anh nhờ. Tôi cũng thấy. Ben này cố lên nha Ben. Mày anh làm hết sức có thể rồi đấy. Anh làm ba mạng rồi đấy Ben ạ. Lại thằng Ben. Cố lên nha Ben. Mẹ mày làm ba rồi còn thua nữa là anh chịu mày luôn đấy Ben ạ. Thế thì anh lên cái này nha. Không chưa chắc, phát trong phát. Đúng. Hỏi chứ nhờ. Ngọt luôn đấy chứ. Bye bye. À. Anh Đỗ ơi, thằng Ben là bốn ông. Trời đúng ơi. Đúng rồi đấy. Trời ơi. Nhanh vậy. Sao nhanh vậy Ali? Ấy, anh Đỗ. Em đen á, em lên gặp nhạc check em luôn ạ. Check luôn. Mày giết quả dưới vội quá, lên anh thấy hai thằng đứng trên này mày à. Từ từ thôi em. Bình ba, tĩnh lại. Đó là ba người rồi. Em anh tưởng đâu là mọi người cũng khát máu như em. Không như con bồ nông thằng Ben nó đớp nhanh lắm. Em là Canada, mọi giết em. À đúng rồi đấy, mẹ tao counter Canada mà. Hôm trước nó cũng làm y như thế với em đấy anh ạ. Nó rủ em đi ra ngoài, nó giết em luôn. Đấy là nghiệp đấy. Đạt ạ. Đạt hôm nay không? Ờ. Ô. Thằng cu em này sao không thấy đi hành động gì cả, đứng ở đây nhỉ? Đi lẹ thằng tay, đi lẹ thằng tay. Đi lẹ nhanh thế. Mẹ nhanh thế. Vừa tua cam đi đã thấy thành mẹ một khúc rồi. Bố béo là cái gì? Đứng với nhau. Ôi, ta. Thằng bố béo là kẻ rình mò, nãy nó rình với anh thật mà. Hình như nhím. Anh thằng tài gì anh? Ui, thấy sắc thằng Khoa. Ngay bên dưới phòng có mấy cái đèn ấy, đèn chùm ấy. Ủa, xung quanh không thấy ai. Nó bảo nó là Canada mà. Sao lại Canada? Trời heo. Ai đồ hay đi lẻ anh ơi. Không phải Canada. Nó bảo bán trước rồi anh ơi, nó bảo bán trước rồi. Nó là kẻ rình mò bạn ơi. Biết là kẻ rình mò rồi, nhưng mà à, rồi nó nhìn thấy Ấn Độ mà. Nó bảo anh là Canada. Anh nó nói thế thôi, nó là kẻ rình mò. Nó là dưới phòng đèn đấy. Trước khi nó chết nó nói thế. Thế anh Quang là gì ạ? Hai anh Quang luôn. Anh Ba Gang lên ít luôn. Nó nhỉ? Anh nghĩ là... Anh phát thì ngay trên với anh này. Ờ, lộ rô được không? Anh không nhận luôn. Được. Anh Bảy có súng mà. Được anh ơi, làm gì có ở đâu. Dân phòng. Thế thì anh nghĩ là thầy đồng mày à. Cho anh thịt xào hành tây đi em ơi, nhiều hành tây một tí nhá. Em cũng nghĩ thế, kiểu hơi ngập ngừng. Okay. tại vì nãy trước khi mày cho cơm vừa thôi, mày cho thêm nhiều cơm nên tắt là cô bảo anh thế mà. Bởi vì như này, bởi vì em nhận không là ít, nó là vừa vừa không nhiều không ít. Ok. Ta sao? Ok. Dân phòng trả lời ngập ngừng ấy, nghi thôi chứ chưa bớt. Em là dân phòng anh Quang. Chưa bớt rồi, qua nhá. Em bỏ qua, em bỏ qua. Em nghĩ là anh Quang có thể là bồ nông. Mày ra solo tại. Không, em chiêu anh ấy. Chết nhiều này có bồ nông đấy mọi người ạ. Fuck. Quá nhiều cá chết.
Bé là bồ nông, bé là bồ nông. Anh bé mầm 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 hết luôn. Chết thì em đi bỏ. Đi đi đi. Uầy, anh phải đi 3 tháng rồi anh đéo được chơi bồ nông đấy. Anh đen đấy. Uầy, hôm nay ăn được đúng một con vịt khoa. Xong chết. Con gái nào chị Ali? Ali. Không. Câu cá. Ơ. Đéo em câu được. Mẹ sao thằng Gia chết mẹ rồi. Anh Quang chém. Em bảo là chim bồ câu gái chém luôn. Thì anh ấy có súng mà, anh là dân phòng mà. Không nữa bạn ơi. Nhanh quá. Phải là... Không cần nhát, không cần nhát. Đấy rồi. Tôi giết thằng Ím nhá. Nó gọi tôi xuống, nó hỏi chuyện. Kiểu đi bạn. Đéo liên quan gì cả. Xong rồi nó mân me tiếp cận tôi. Đấy, thì nó bảo nó là chim bồ câu. Thì tôi bảo là chim bồ câu thì bị mẹ chết thì cũng đéo lãng phí đâu. Thế là tôi giết nó luôn. Bây giờ chỉ còn lại thằng Tài nữa thôi. Ừ, tôi nghĩ là còn thằng Tài. Tại vì nãy Tài dí tôi mà. Mà. Tài gì hả Tài? Nhưng mà mỗi... Ui. Đấy mà. Nhưng mà mỗi rô quan dí được người ấy. Đúng. Từ từ đã, Tài là gì? Em thấy đồng. Thầy đồng cái lộn nè. Đồng thầy đồng à, đi mà thầy đồng à. Ôi lên đồng luôn đi. Ừ, ôi, mà hình như thằng này nãy giờ nó toàn đi lẻ thôi. Hình như nó đa hay sao quý. Hình như nó đa hay sao quý. Từ từ. Nó có thể là đa đa đấy. Thế thì đéo cần vote. Đúng rồi, không cần vote. Để em giết cả lại. Sao vẫn game vẫn tiếp tục nhỉ? Thế thì không phải nó. Nãy giờ nhá, anh Quang để ý không? Nó chạy lên ta lên tinh đúng không? Nó có đứng ở một chỗ đâu. Xong nó đuổi anh. Nhưng mà anh nghĩ cũng có thể có trường hợp đó là đa đa. Ai nhận thầy đồng của em ấy nhở? Ai nhận thầy đồng của em để em xin cái nhở? Ra mày xin hộ tao cái. Anh đúng không anh Ben? Ừ. Thầy đồng có súng à? Bỏ đây đa đa sợ lắm. Đâu chiêu ấy, dọa ấy thôi. Em đứng một chỗ em tìm xác mà. Tìm cái lồn à? Mà chỉ có mình nó thôi. Vãi cả bìu, không ai quan tâm bọn mình chết luôn. Sao mọi người lại không quan tâm cái con bồ nông nhờ? Có nhưng chắc không có. Thế biết ngay anh Ben là bồ nông rồi. Vẫn bị lừa. Sao? Đệ tử xuất sắc nhất của tao chuẩn bị thành cứt rồi. Sao? Nhòm. Không, nó tỉnh lắm anh ơi. Em nghĩ là nó sẽ chạy thôi. Ôi giời ơi. Nó nhá một nhịp phát là bị nó lừa luôn ạ. Con cá mập Ben. Ố, còn bồ nông thôi hả mọi người hay còn vịt nữa? Hình như còn mỗi bồ nông thôi sao? Rồi xong xuống đây đớp cái luôn thì thôi. Ô. Đớp luôn thì sao? Tắt đèn cho nó tối vậy. Đang định đợi một người tay lên là nuốt đấy. Ôi trời. Nuốt chưa? Nuốt rồi. Không lấy phẹt. Đúng rồi, phẹt. Nuốt anh Quang rồi. Ơ còn ai giết được không? Tao. Ok, đi đường khác đi, thì mẹ đóng cửa thôi, đứng đây. Trời ơi. Thua rồi. Này khi vịt thắng đi. Cũng còn vịt á. Đóng cửa này khi vịt thắng ấy. Con bồ nông nhỉ? Con vịt à? Con vịt à? Ai là vịt ạ? Đấu làm gì còn ai? Con vịt mà. Con vịt mà, nhiệm vụ giết bồ nông này. Con vịt đấy. Phải vịt. Ai là vịt nhỉ? Không, bồ nông phải giết bồ nông á, phải vót bồ nông á, nếu không là thua. Thế là thua rồi, sao làm vụ nữa. Ý là nếu như không có cảnh sát chủ thì không giết được anh Ben. Tự nhiên đi chặn quả cửa ngu thế. Trời ơi. Bồ nông thắng rồi. Oh shit. Thế nó bảo ngay rồi. Phát. Anh đậu Messi. Làm đéo con vịt đâu nhỉ? Con bồ nông luôn. Làm đéo con vịt đâu nhỉ? Thầy đồng biết giết người. Mất tiêu xét gì ta? Thôi.
Cao thủ. Mẹ mày, cái thằng mắt lòi này, thấy. Mắt thụt vào trong này. Nãy anh Ben bảo với em là anh là thầy đồng, anh nó đi ôm làm chó. Đếp chết mèo. Anh bảo với em thế, chơi game kiểu. Gâu gâu. À, nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Nghỉ thôi, nghỉ thôi, nghỉ thôi, nghỉ thôi. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Animo có mắt mới rồi. Chào cả nhà. Có mắt tàu rồi. Bye. Bye, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.